Hiệu Bình Ba cả giận nói, có chút sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nhẹ thì cách chức, nặng thì mất đầu cũng được, dựa vào lý do thời chiến, đám loạn thần tặc tử kia tất nhiên sẽ xử lý nặng, nếu như ta không trở về xử trí, những học trò kia ở Bắc Châu đừng mơ có ai sống. Khạc khạc, khạc khạc, dưới cơn thịnh nộ, lại ho ra máu lần nữa. Người đâu, người đâu, thiệu tam tỉnh hô to, chương 1840, cùng lão phu đấu, người còn non lắm. Hai, tu sĩ vội vàng chạy vào, thi pháp cứu trị. Sau khi tảo chiều, Thái Thúc Hùng về ngự thư phòng, vừa ngồi xuống, đào lược cũng đi vào, bẩm báo tình huống của Thiệu Bình Ba. Lại ho ra máu, Thái Thúc Hùng giật mình nói, trước đây không thấy hắn như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp tục như vậy, bản vương còn dám đưa thư cho hắn sao? Đào lược, chính bởi vì thân thể khó chịu, cho nên Thiệu Đại Nhân mới nói muốn hồi kinh dưỡng bệnh. Thái Thúc Hùng nhíu mày, thật là hồi kinh dưỡng bệnh sao? sẽ không lại chạy về đấu với đám hỗn trướng kia chứ. Hắn đã oanh oanh liệt liệt nháo qua một lần, lại tới lần nữa, ngay cả bản vương cũng không chịu nổi. Bản vương thừa nhận hắn có bản lĩnh, nhưng bây giờ chiến sự gấp rút, hai bên đảo đi đảo lại còn có xong hay không, nếu làm lỡ chiến sự, thật nghĩ bản vương không dám giết bọn hắn sao. Đào lược thử dò xét nói, ngăn cản hắn trở về không, thái thúc hùng, hắn không phải thổ huyết ho ra máu sao, lưu ở tiền tuyến có thể làm gì hắn muốn trở về dưỡng bệnh, bản vương có thể nói cái gì? Trở về có thể, nhưng người tự mình cảnh cáo hắn, đừng có sinh sự, lệnh hắc thủy đài coi chừng hắn, không cho phép hắn vọng động. Vâng, đào lược đáp lại, trên thực tế hắc thủy đài truyền tin tức về không lâu, thiệu bình ba cũng đã lên đường, hắn thực kéo dài không nổi. Ở chỗ này biết được tin tức không bao lâu, thiệu bình ba đã đến kinh thành, không có gây sự, lại đi nhận lỗi rồi. Bái phỏng là nội sử triệu công quyền triệu đại nhân, trước cửa triệu phủ treo cờ trắng rõ ràng là còn đang trong tang sự mới đầu ngay cả cửa cũng không vào được sau nhiều lần biểu thị thành ý được tiến vào nhưng lại bị lạnh nhạt ở trong đình viện sau khi đứng hơn một canh giờ triệu công quyền đứng trước bài vị của con cười gần ra hiệu lúc này quản gia mới lộ diện thờ ơ bắt chuyện một tiếng bảo đám người thiệu bình ba đi theo hắn người được mang tới một tiểu viện nhưng ở cửa tiểu viện lại bị thủ vệ ngăn lại thủ vệ cảnh cáo tu sĩ không được đi vào một hộ vệ lộ ra lệnh bài, hắc thủy đài, phụng ý chỉ của bệ hạ bảo vệ thiệu đại nhân, bất kỳ người nào cũng không được cản trở. Hắc thủy đài thì thế nào? Bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh, một người đi ra, chính là triệu công quyền, chắp tay đứng ở trên bậc thang, phẫn nổ quát. Đây là nhà riêng của lão phu, đây là linh đường của nhi tử ta, hắc thủy đài là có thể tự tiện xông vào sao? Có bản lĩnh đi chỗ bệ hạ xin ý chỉ, xem bệ hạ có đáp ứng hay không? Thiệu bình ba hít sâu một hơi, quay đầu lại nhấc tay ra hiệu ra hiệu hai người lưu ở bên ngoài sau đó dẫn thiệu tam tỉnh tiếp tục tiến lên dưới bậc thang thiệu bình ba chắp tay hành lễ triệu đại nhân triệu công quyền căn bản không để ý tới xoay người tiến vào linh đường thiệu bình ba nhìn cờ trắng chung quanh cuối cùng cất bước tiến vào trong linh đường nhìn thấy triệu công quyền quay lưng đứng ở trước giá nến cũng nhìn thấy đồ cúng và một bài vị mới danh tự chính là của triệu ngọc quân thiệu bình ba dừng lại chắp tay triệu đại nhân Triều công quyền hừ lạnh một tiếng, ta tưởng ai, nguyên lai là thiệu đại nhân, uy phong của thiệu đại nhân lão phu kiến thức qua, không dám nhận. Thiệu bình ba, đại nhân bất giận, hạ quan biết sai rồi. Triều công quyền, người đường đường Bắc Châu Thứ Sử, phẩm cấp không thấp hơn lão phu, trẻ tuổi tài cao, hai chữ, hạ quan, lão phu không chịu nổi. Ai, triều đãi không chu đáo, bất quá người cũng nhìn thấy, nơi này vắng ngắt, người triệu phủ đều bị kinh hãi, ngay cả một người đến dập đầu quỳ lạy cũng không có, lão phu làm cha tổng không thể quỳ lạy nhi tử a à. lời này vừa nói ra trong mắt thiệu tam tỉnh bốc lên lửa giận thiệu bình ba trầm mặc cuối cùng chậm rãi quỳ xuống đại công tử thiệu tam tỉnh cả kinh muốn đưa tay đi cản nhưng thiệu bình ba nhấc tay chặn lại vẫn cứ quỳ xuống triệu công quyền nghiêng đầu liếc mắt lúc này mới quay người sang kinh ngạc nói thiệu đại nhân cớ gì hành đại lễ thiệu bình ba sai ở hạ quan hạ quan là thành tâm đến bồi tội ồ biết sai là tốt, triệu công quyền gật đầu, nghiêng đầu nhìn linh vị của nhi tử, thở dài nói. Nhi tử của ta, từ nhỏ thông tuệ, 5 tuổi đọc thuộc lòng tam tự kinh, 8 tuổi biết làm thơ, lão phu ký thác kỳ vọng rất cao, ai biết đột nhiên bị tai bay vạ gió, lão phu đau lòng, tâm hận thấu xương, thiệu đại nhân, người nói món nợ này nên tính thế nào đây? Thiệu bình ba, triệu đại nhân muốn tính như thế nào? Triệu công quyền quay đầu lại, nhớ tới nhi tử chết, không khỏi giận dữ, đột nhiên vung tay tát một cái, đùng, một cái bạt tai lanh lảnh vang dội khác ở trên mặt thiệu bình ba thiệu bình ba bị đánh thân hình lảo đảo trở tay không kịp suýt chút nữa bị đánh ngã xuống đất đại công tử thiệu tam tỉnh cả kinh muốn hộ chủ công tử nhà ta là mệnh quan triều đình ngươi dám thiệu bình ba đẩy hắn lui ra sau thiệu tam tỉnh không cam lòng đại công tử hắn thiệu bình ba hò hét quỳ xuống đại công tử ngươi cũng quỳ xuống thiệu tam tỉnh chỉ có thể cắn răng nhịn lui qua một bên chậm rãi quỳ xuống Đùng, triệu công quyền lại đột nhiên vung tay, đánh thiệu bình ba xuất hiện dấu tay rõ ràng, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra. Ngươi là cái thá gì? Triệu công quyền chỉ vào thiệu bình ba mắng. Một con chó nhà có tan, một kẻ từ bên ngoài tới mà thôi, kinh thành tấn quốc này là địa phương để ngươi ngang ngược. Đấu với lão phu, ngươi còn non lắm. Thiệu bình ba bình tĩnh nói. Triệu đại nhân, ta chịu nhận lỗi, ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, ta là thành tâm tới giải quyết sự tình này. Ngươi là cái thá gì? Triệu công quyền giận tím mặt, tiện tay cầm chén trà trên hương án đập xuống đầu thiệu bình ba. ầm, um, chén trà vỡ vụn, nước trà bắn lên người thiệu bình ba, vết máu đỏ sẫm trong nháy mắt theo gò má chảy xuống. Đại công tử thiệu tam tỉnh kinh hô, muốn ngồi dậy, đầu thiệu bình ba vang ong ong, hơi hoa mắt, nhưng dùng sức lắc đầu, đồng thời gầm lên. Quỳ xuống, đại công tử thiệu tam tỉnh bi phấn quỳ xuống, khóc chảy nước mắt, nhưng cắn môi tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng đợi cảm giác choáng váng hơi qua thiệu bình ba lại lần nữa bình tĩnh nói triệu đại nhân trận đánh chửi này ta không thể không công chịu đựng có thể bình tĩnh nói chuyện chưa cái gì gọi là không thể không công chịu đựng triệu công quyền vốn đã hạ hỏa vừa nghe lời này hỏa khí lại lần nữa dâng lên giết nhi tử của hắn còn dám ở trước linh vị nói loại lời này nhất thời lửa giận khó nhịn đột nhiên vào tới bên giá kiếm rút ra một thanh bảo kiếm thiệu tam tỉnh cả kinh sao có thể cho phép đối phương làm càn nhất thời bò lên nhưng lại bị Thiệu Bình Ba kéo lại trong tay Triệu Công Quyền lóe lên ánh kiếm gác ở trên cổ Thiệu Bình Ba bộ ngực phập phồng tay cầm kiếm thậm chí tức giận đến có chút run run nhưng lại không có hạ thủ kẻ thù giết con ở trước mắt hơn nữa thúc thủ chịu chói hắn tùy thời có thể lấy mạng nhưng vẫn không xuống tay được đối với Thiệu Tam Tỉnh mà nói tình huống này quá nguy hiểm nhiều sóng to gió lớn như vậy công tử đều có thể vượt qua nếu như chết ở trong tay người này chẳng phải là lật thuyền trong mương Thiệu Tam tỉnh dãy dụa, nhưng Thiệu Bình Ba dùng sức kéo hắn lại, bình tĩnh nói. Lão Thiệu, không cần xuất sắng. Triệu Đại Nhân ở trong chiều lâu, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng rất rõ ràng, không lỗ mãng xung động giống như ta. Ta là mệnh quan triều đình, người hắc thủy đài ở bên ngoài, nếu như ta chết ở trong này, Triệu Đại Nhân sẽ phải đền mạng, mạng của Triệu Đại Nhân đáng giá hơn ta nhiều. Thấy Triệu Công Quyền không dám hạ thủ, Thiệu Tam tỉnh mới yên ổn xuống, khẩn trương nhìn. Thiệu Bình Ba không nhìn lưới kiếm đã cắt rách ra cổ, có vết máu thấm ra. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu liếc chéo. Triệu đại nhân, mạng của ta ở ngay đây, nếu như ngươi muốn giết ta đền mạng cho con, ta không nói lời nào, ngươi cứ việc động thủ. Nếu không dám giết, thì mời lấy kiếm xuống, có chuyện gì từ từ nói, ngươi như vậy, ta khó chịu lắm. mươi 1841, ta là không dám giết ngươi. Khuôn mặt triệu công quyền vặn vẹo, trong lòng dãy ruộng, nhưng cuối cùng vẫn thu kiếm lại. Hắn muốn giết, rất muốn giết kẻ này, không phải không muốn giết, mà là không dám giết, bởi vì tiêu án giết bừa quan viên, hơn nữa là đại quan, hắn không gánh vác được trách nhiệm kia. Cũng chính bởi vì cấp bậc của thiệu bình ba không thấp, chính bởi vì thiệu bình ba chỉ có cấp bậc không có chức vụ thực tế, một khi được giao trọng trách, người cấp bậc tương ứng sẽ bị thế thân đi. Đến tột cùng ai sẽ bị thế thân, hoặc là ai phải chia sẻ quyền lực, bệ hạ không thể ở trước đó tiết lộ phong thanh, thiệu bình ba như thanh kiếm treo ở trên đầu một ít người, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống cho nên mới rước lấy mọi người chèn ép tuy giết thiệu bình ba báo thù rất sảng khoái nhưng cái thóp này đủ để chính địch đẩy hắn vào chỗ chết đừng nhìn mọi người đồng thời liên thủ đối phó thiệu bình ba kia là vì có mục đích giống nhau một khi mục đích cộng đồng này biến mất những người kia có thể lập tức thay đổi đầu mâu tới đối phó hắn tội danh giết đại quan triều đình trong khoảnh khắc có thể lật tung hắn ta là không dám giết ngươi triệu công quyền cười lạnh nhưng ánh mắt rơi vào trên người thiệu tam tình Ta xem quản gia này của ngươi ngược lại không tệ, trên mặt hiện lên sát cơ, hắn không dám giết Thiệu Bình Ba, nhưng giết một nô tài lại không có gì, nhi tử của hắn đổi một nô tài, cho dù là bệ hạ cũng sẽ không chỉ trích hắn cái gì. Thấy đối phương dịch bước về phía mình, trong lòng Thiệu Tam tỉnh căng thẳng. Đột nhiên Thiệu Bình Ba đứng lên, "Triệu đại nhân, nếu ngươi dám thương hắn một đầu ngón tay, ngày hôm nay coi như ta không tới cầu ngươi, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nếu ngươi dám giết hắn, ta để triệu phủ người cả nhà chôn cùng. Thiệu tam tỉnh nghe vậy trong lòng cảm động, cũng đứng lên theo. Triệu công quyền nhấc kiếm gõ lên hắn vai, đã quỳ xuống cầu ta, còn dám uy hiếp ta. Dựa vào bệ hạ đùa giỡn uy phong, nói thật, chơi cái này, người còn kém xa lắm. Thiệu bình ba, nếu ngươi ngay cả một chút thành ý đàm phán cũng không có, ta sẽ lập tức đi ngay, bất quá cái quỳ, cái đánh, cái mắng kia, ta sẽ đòi lại, trong vòng nửa năm, ta bảo đảm cả nhà triệu ra chết hết, chó gà không tha. Triều công quyền giận dữ mà cười, ngươi là cái thá gì, còn dám mạnh miệng, có bản lĩnh hiện tại ngươi liền đi, còn quỳ xuống cầu ta làm gì. Thiệu bình ba, ta đích xác không tính cái thứ gì, bất quá thời điểm ta kinh doanh Bắc Châu, lấy lực một châu Bắc kháng Hàn Quốc, Nam Cự Yên Quốc, nội sử như triệu đại nhân, ta cũng đã gặp không ít, thật không để ở trong mắt, ngươi thật muốn nhìn triệu phủ diệt môn như thế nào sao. Nói tới sự tình này, triệu công quyền hơi dùng mình, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhả ra, đặc biệt là ở trước bài vị của nhi tử. Vậy ngươi đi đi, thiệu bình ba, triệu đại nhân thật nghĩ rõ ràng, triệu công quyền phất tay chỉ về ngoài cửa, cút, thiệu bình ba, ngươi không sợ sau khi ta đi ra ngoài, lập tức triệu tập nhân mã hắc thủy đài đến triệu phủ sao. Triệu công quyền khà khà nói, lục soát nhà ta, ngươi tưởng hắc thủy đài là nhà ngươi mở, cầm loại sự tình này đến hù dọa lão phu, thiệu đại nhân, ngươi ấu chỉ biết bao a à. Thiệu bình ba, có chuyện ta phải nhắc nhở triệu đại nhân, Hiện tại ta vẫn là người của Hắc thủy đài, ở kinh thành này còn không ai dám vọng động. Triệu đại nhân đánh ta thành như vậy, ta đi ra ngoài, rất khó coi. Quay đầu lại nhìn chằm chằm đối phương, từ từ nói: "Người Hắc thủy đài ở Tấn kinh còn không có bị người bắt nạt qua, đặc biệt là người cấp bậc như ta, Đào tổng quản sẽ không cao hứng, người như vậy là không cho Đào tổng quản mặt mũi, đánh mặt Đào tổng quản, có bao giờ nghĩ tới hậu quả chưa? Lực lượng của Hắc thủy đài muốn đẩy đổ Triệu đại nhân ngươi, có lẽ sẽ hao chút công phu." nhưng không phải việc khó gì. Ta muốn xả giận, nói lập tức xét nhà có lẽ hơi quá, bất quá mang vài người đến, bắt mấy hung thủ về hắc thủy đài thì không thành vấn đề. Còn sau khi tiến vào hắc thủy đài, có thể sống đi ra hay không, vậy thì không dám bảo đảm rồi. Xét nhà vô vị, ta vẫn ưa thích giết người hơn. Lần trước ở hắc ngục không có lột sạch y phục của nữ nhân triệu gia, có chút tiếc nuối, lần này ta muốn thử một chút. Triệu công quyền giận dữ, dâu tóc run run, ngươi dám, hắn không nghĩ tới đánh ra hỏa này một trận hả giận lại gây ra phiền toái cho mình. Thiệu bình ba, triệu đại nhân, ta có thể để ngươi đánh chửi như vậy, còn quỳ xuống tạ tội, ta là mang theo thành ý đến. Nói rõ ràng ra đi, phải làm như thế nào, người mới bằng lòng buông tha người của ta. Mở ra giá tiền đi, buông tha người của ngươi, triệu công quyền choáng váng, sau đó bình tĩnh lại, hừ hừ cười gần, quả nhiên, vốn hoài nghi ra hỏa này là vì việc kia mà đến, chỉ không nghĩ tới, đối phương sẽ vì mấy tiểu nhân vật mà tự động đưa tới cửa chịu nhục. Ánh mắt lấp lóe, kiếm trong tay chậm rãi trống ở trên đất. Mở ra giá tiền, mở cái giá tiền gì, ngươi ăn nhờ ở đậu, không có quyền không có thế, bổng lộc có thể có mấy đồng tiền. Để ngươi tự vấn gì gì đó, ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Thiệu bình ba, có điều kiện gì có thể nói ra, có thể thương lượng thì thương lượng, không thể thương lượng thì thôi. Điều kiện, triệu công quyền nhíu mày suy tư, bỗng quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên linh vị của nhi tử nhớ tới con của mình vì sao mà chết nhấc tay vuốt râu nói thiệu đại nhân không phải lão phu nói ngươi thất công chúa nguyện ý gả cho ngươi là bao nhiêu người cầu cũng cầu không được nhưng ngươi một mực không thức thời kẻ bề tôi ăn lộc vua nên vì quân phân yêu giúp thất công chúa gột rửa thanh bạch ngươi sao có thể chối từ này là sự tình nhất cử lưỡng tiện a lời này vừa nói ra thiệu tam tỉnh hô hấp rồn rập biết điều kiện của đối phương là cái gì rồi khẩn trương nhìn chằm chằm thiệu bình ba, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Gò má thiệu bình ba căng thẳng, hầu kết nhún nhún, cuối cùng cười lạnh nói. Hoang đường, ta cưới thất công chúa là có thể gột rửa thanh bạch của thất công chúa sao? Triệu công quyền vuốt dâu nói, có thể hay không là một chuyện, người có nguyện ý vì quân phân yêu hay không lại là một chuyện khác. Thiệu bình ba hỏi, chỉ điều kiện này, triệu công quyền cười gần nói, chỉ điều kiện này, thiệu bình ba, người đáp ứng, mấy vị đại nhân khác có thể nghe lời ngươi. Triều công quyền, các đại nhân khác quan tâm là thiệu đại nhân, không để ý những lâu la kia, chỉ cần thiệu đại nhân nguyện ý vì quân phân yêu, cái khác lão phu có thể thay chư vị đại nhân đồng ý. Thiệu bình ba, thời điểm nào thả người, triều công quyền, vậy phải xem ngươi ở thời điểm nào cầu hôn, nếu như ngươi ở trong buổi tảo chiều ngày mai cầu hôn mà nói, lão phu bảo đảm trong vòng ba ngày người của ngươi không có việc gì. Nếu kéo dài quá lâu, đã xử lý, vậy lão phu không giúp được ngươi. Thiệu Bình ba, ta muốn là vô tội phục hồi nguyên chức, Triều công quyền, ngươi cảm thấy sự tình này đối với chúng ta mà nói rất khó sao? Chuyện một câu nói, phía dưới tự nhiên sẽ tra ra là người khác bỏ bê nhiệm vụ, sau đó trừng phạt. Thiệu Bình ba cắn răng, quả quyết nói, "Được, ngày mai tảo triều, ta sẽ cầu hôn." Dứt lời vung tay, xoay người rời đi, Thiệu Tam tỉnh bi phấn bước nhanh đi theo. Triều công quyền đi tới cửa trầm chậm, chậm nói, Thiệu đại nhân, đi thong thả, thứ cho lao phu không tiến xa được. Trong lòng thật sảng khoái, Thiệu Bình Ba vừa ra cửa, hai nhân viên Hắc Thủy Đài nhìn thấy mặt hắn có dấu tay, trên người dính xác trà, máu tươi còn chưa khô, trên cổ cũng có máu, nhất thời giật nảy cả mình, vội hỏi. "Đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Thiệu Bình Ba nói, "Vấp té, vấp té làm sao có khả năng té thành như vậy?" Một người tức giận nói, "Đại nhân có việc sao không ra hiệu?" Hắc Thủy Đài ta khống chế đô thành, ngoại trưởng tứ phương, người nào dám vọng động. Triệu đại nhân dám như vậy, không khỏi không để lão tổ tông ở trong mắt rồi. chương 1842, cầu hôn một Thiệu bình ba không nói nữa, nhưng dáng vẻ này rước lấy không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, còn dồn dập đưa tới hạ nhân khác của triệu phủ đến xem trò vui. Không phải rất càn rỡ sao, hay cũng chỉ dám bắt nạt người phía dưới, ở trước mặt lão ra lại như chó nhà có tang. Một đường châm chọc, thiệu bình ba rất bình tĩnh, nhưng người hắc thủy đài cắn chặt răng một đường gánh chịu những trào phúng này Ra đại môn triệu phủ thiệu bình ba leo lên xe phía sau truyền đến một tiếng ầm quay đầu nhìn lại nguyên lai là lễ vật mang đến bái kiến bị hạ nhân triệu phủ ném ra thiệu bình ba cũng chỉ liếc nhìn hất lên màn xe chui vào nhặt lên đừng lãng phí trên đường gặp phải dân đói thì chia cho bọn hắn thiệu tam tỉnh quay đầu lại lượm còn vỗ vỗ bụi bặm phía trên sau đó mới leo lên xe ngựa Bộ dạng này nhất thời rước lấy bọn hạ nhân cười to. Hai nhân viên hắc thủy đài xoay người lên ngựa, lạnh lùng nhìn thoáng qua, một người ra hiệu, bốn phía lập tức nhảy ra rất nhiều người che chở xe ngựa rời đi. Lần trước đến là cưỡi ngựa sát khí hừng hực, lần này chỉ là xe ngựa đến xe ngựa đi, cực kỳ điệu thấp. Trong xe ngựa, thiệu tam tỉnh không cam lòng, đại công tử đã có biện pháp bắt người nhà đối phương vào hắc ngục uy hiếp, cớ gì còn phải đáp ứng điều kiện khuất nhục này. Thiệu bình ba nhắm mắt nói người khác không chịu buông tha những học trò kia uy hiếp nhà này có tác dụng gì sẽ chỉ làm những học trò kia chết càng nhanh nói đến cái này thiệu tam tỉnh lo lắng lời nói của bọn hắn có thể tin sao công tử luồn cúi nhưng bọn hắn không thực hiện hứa hẹn thì làm sao cho phải thiệu bình ba người cho rằng bệ hạ sẽ không biết là chuyện gì xảy ra sao công chúa bị đẩy tới đẩy lui người cho rằng bệ hạ có thể cao hứng người bảo bọn hắn hủy lời hứa thử xem trong ngắn hạn bọn hắn không dám động những học trò kia của ta, sự tình sau đó. Chỉ có lấy được quyền lực nhất định, mới có chỗ chống đọ sức. Thiệu Tam tỉnh âm u nói, chiếu tình huống trước mắt, không biết ngày nào mới có thể kết thúc. Thiệu Bình Ba, sự tình lần này đối với những học trò kia mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì, những năm này mài rúa, lại trải qua sự tình như thế, bọn hắn nên rõ ràng cẩn thận tự vệ như thế nào, đừng dễ dàng cho người ta bắt được cái chuôi. Ngã một lần khôn ra thêm, không hẳn phải chuyện xấu. Có lúc chuyện xấu cũng có thể chuyển thành chuyện tốt, trước chỉ là nể tình ta nhờ vả, tấn quốc mới tiếp thu thu xếp bọn hắn, nhưng vẫn gặp gạt bỏ, trải qua sự tình này, cơ hội của bọn hắn tới, ta có thể thuận thế đẩy bọn hắn lên trước mặt bệ hạ. Thế nhưng công tử ngươi, Thiệu Tam tỉnh lại đỏ cả vành mắt, ý tứ là vì đám học trò kia chịu quá nhiều ủy khuất. Thiệu Bình ba, ta nói rồi, lần này không hẳn là chuyện xấu, ta sẽ để bệ hạ nhìn thấy một phen phong cảnh khác, cũng sẽ vì mình mở ra một con đường khác có thể hóa giải trạng thái cùng cả chiều là địch, đối địch với những người kia rất bất lợi. Nói cho cùng, lần này cũng trách chính ta, là ta quá sốt ruột, giả vô quần bốc lên quá đột nhiên, làm không rõ hậu thủ của giả vô quần như thế nào, vì đoạn tuyệt nguy hiểm, quá mức vội vàng phản kích. Bọc một vòng trở về chỗ cũ, lại cùng cả chiều nháo thành như vậy, bại chiêu liên tục a. À. Thiệu Tam Tình, đại công tử vì cứu những học trò này ủy khuất bản thân, lão nô lo lắng sẽ để người nhìn đến uy hiếp của công tử thí dụ như giả vô quần kia, có thể tiếp tục hạ thủ với đám học trò hay không? Kia, thiệu bình ba, uy hiếp, giết bọn hắn uy hiếp đến ta, hay bắt bọn hắn uy hiếp được ta? Những cái kia đều là quan viên của triều đình Tấn Quốc, thật muốn làm như vậy mà nói, nước khác có khả năng, Tấn Quốc cũng có khả năng, phá hoại quy của mọi người đều chơi không được, người cả nghĩ quá rồi. Trước tiên hồi phủ, đợi ta tắm rửa thay y phục sẽ vào cung diện thánh thấy công tử dường như đã tính tâm bắt đầu chú ý, thiệu tam tỉnh an tâm không ít. Trên đường, gặp phải xin giả, lễ vật đưa cho triệu phủ được chia xuống. Hồi phủ tắm rửa thay y phục, xử lý thương thế, xe ngựa thiệu phủ lại lần nữa xuất hành, thẳng đến Hoàng Cung. Trước khi vào ngựa thư phòng, thiệu bình ba gặp được đào lược đang chờ đợi. Đào tổng quản, thiệu bình ba cung kính chào. Thiệu đại nhân, đào lược cũng chắp tay, bỗng kinh ngạc nói. Thiệu đại nhân, ngày này là, nỗi đau mất con, Kẻ thù ở trước mắt, triệu công quyền hạ thủ có chút nặng, giấu tay trên mặt thiệu bình ba cũng dễ thấy, hắn cố ý không cho tu sĩ xử lý. Thiệu bình ba mỉm cười, hắn không tin đối phương không biết chuyện gì xảy ra. Không cái gì, đào tổng quản tự mình phân phó ta nhân nhượng cho yên chuyện, không dám làm trái, đi triệu phủ nhận lỗi. Nỗi đau mất con của triệu đại nhân là ta tạo thành, lửa giận của triệu đại nhân cũng có thể lý giải, chỉ để ta quỳ ở trước linh vị, quất ta hai bà tai, trên đầu ăn một chén trà bất quá triệu đại nhân còn rất khắc chế, không có giết ta. Nói xong kéo cổ áo, để đối phương nhìn thấy vết kiếm trên cổ. Khóe miệng đào lược co giật, không nhiều lời, buông tiếng thở dài. Thiệu đại nhân không nên oán hận, lão nô chỉ là truyền lời, nhân nhượng cho yên chuyện là ý tứ của bệ hạ. Chiến sự trước mắt, thiệu đại nhân cũng nên thông cảm khổ tâm của bệ hạ, để thiệu đại nhân chịu ủy khuất. Thiệu bình ba, minh bạch, này cũng là ta tự tìm. Đào lược không có dây dưa sự tình này, đối với sự tình trên chiều hắn cũng không muốn nói nhiều đưa tay mời nói biết ngươi muốn tới bệ hạ ở bên trong chờ ngài làm phiền thiệu bình ba chắp tay cảm ơn hai người chân trước chân sau tiến vào ngựa thư phòng đi vào hành lễ thái thúc hùng nhìn thấy dáng dấp của thiệu bình ba ngẩn ra không khỏi đứng dậy đi tới trước mặt thiệu bình ba hỏi triều công quyền đánh thiệu bình ba là thần không cẩn thận vấp ngã thái thúc hùng hừ lạnh một tiếng gan của ngươi không phải rất lớn sao hiện tại thành không cẩn thận vấp ngã. Thiệu bình ba, sự tình kia, là vi thần xử trí không thỏa đáng, trả trách người khác, không phải là không cẩn thận vấp ngã sao. Thái thúc hùng, hỏa khí của triệu công quyền không nhỏ, dám đánh đập mệnh quan triều đình. Nhưng nói ngược lại, dù sao người cũng giết nhi tử của người ta, đổi thành ai cũng không chịu được. Thiệu bình ba, sự tình đã qua, thái thúc hùng nhíu mày, qua, nhận lỗi hữu dụng, chịu buông tha ngươi, thiệu bình ba, có thể buông tha vi thần hay không, vi thần không biết, nhưng đáp ứng buông tha đám học trò mà vi thần mang từ Bắc Châu đến. Thái thúc hùng hừ một tiếng, bọn hắn cố chấp lên ngay cả bản vương cũng không buông tha, điều kiện gì có thể để bọn hắn buông tha. Thiệu bình ba, cưới thất công chúa, cái gì, thái thúc hùng như mèo bị dẫm đuôi, giận tím mặt nói. Hỗn trướng, xem nữ nhi của bản vương là cái gì, muốn quăng đi đâu thì quăng, liên tục nhiều lần, xem bản vương là cái gì. Đào lược cũng nhíu mày, thiệu bình ba chắp tay, bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ gả thất công chúa cho vi thần lời này dường như tưới dầu lên lửa thái thúc hùng quát thiệu bình ba người cử hôn là ngươi ngươi còn dám mở miệng thật coi nữ nhi của bản vương có thể tùy ý lăng nhục sao sau đó là một trận thoá mạ ngón tay suýt chút nữa đâm lên mũi của thiệu bình ba thiệu bình ba cúi đầu không kêu tiếng nào tùy ý thoá mạ mắng một hồi từ hết hỏa khí cũng phát thiết gần đủ rồi đào lược dâng trả tới thái thúc hùng uống một hớp triệt để bình tĩnh lại nghĩ đến then chốt của vấn đề, hỏi: Sở dĩ đáp ứng bọn hắn chính là vì bảo đảm đám học trò ở Bắc Châu kia. Thiệu Bình ba, không chỉ bởi vì bọn hắn là học trò ở Bắc Châu, mà bởi vì bọn hắn là hy vọng để Bắc Châu phú cường vào năm đó, năm đó thần bị ép rời đi Bắc Châu, cũng nghĩ tất cả biện pháp mang theo bọn hắn chính là vì có phần hy vọng này. Hy vọng Bắc Châu phú cường, chương 1843, cầu hôn khai. Thái Thúc Hùng ngơ ngác, Hồ Nghi nói: Theo bản vương biết Bọn hắn bất quá đều là một đám người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, làm sao thành hy vọng để phú cường Bắc Châu? Thiệu Bình Ba, Khúc Bình Phương, 20 tuổi tham dự học tập, 21 tuổi chủ trì toàn bộ hệ thống thủy lợi của Bắc Châu, điều động dân phu ven đường, quận thành phối hợp, khắp nơi đều đâu vào đấy. Lúc đó Bắc Châu cho tài lực có hạn, dân phu bởi vì bệnh hoặc chết già không tính, tử thương bất quá trăm người, tốn thời gian 3 năm liền ngang qua Bắc Châu, uốn lượn ngàn dặm. Để thủy vận của Bắc Châu thông hành, Nam Bắc tưới tiêu thuận lợi, lập xuống đại công. Thái Thúc Hùng nghe vậy cả kinh, ngoại nhân không rõ ràng, hắn thân là hoàng đế một quốc gia lại rất rõ ràng, đào canh mương uốn lượn ngàn dặm, lấy tài lực của tấn quốc làm cũng tốn công, huống hồ chỉ là một Bắc Châu, mà đại công trình như vậy, quả thực là lấy mạng người đi tiêu hao, tử thương hàng ngàn hàng vạn rất bình thường. Dân phu tử thương bất quá trăm người, này ý nghĩa cái gì? Hơn nữa chỉ tốn ba năm, nhìn như giản đơn, nhưng sau lưng ẩn giấu quá nhiều đồ vật phức tạp, năng lực phối hợp kia không phải chuyện nhỏ, cái khác không nói, khúc bình phương này tuyệt đối là một nhân tài phương diện thủy lợi. Khúc bình phương, Thái Thúc Hùng nói thầm một tiếng, có ấn tượng sâu sắc với danh tự này, nghiêng đầu cho đào lược một cái ánh mắt. Đào lược gật đầu hiểu ý, bệ hạ là để hắn ghi nhớ danh tự này. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói, Tào Tư, 19 tuổi thả ở tiểu trấn quan độ của Bắc Châu học tập, 20 tuổi chủ trì chính vụ một trấn, trừ bệnh dịch, xây lớp học, sửa bến tàu, lợi dụng ưu thế địa lợi của bến tàu quan độ trấn phát triển thông thương, thời gian 2 năm để tiểu trấn chỉ có hơn 200 người phát triển thành hơn 3.000 người, nhân số từng năm tăng lên, thương khách lui tới núi liền không dứt, dân trấn an cư lập nghiệp, tất cả dân cư đều có việc làm, đều có con đường tự mình no ấm. Hai năm sau, thần thăng chức làm huyện lệnh, ra sức dùng lưu dân, thu xếp thích đáng, toàn diện khôi phục đất hoang cả huyện, dùng hiền năng, ổn nông tang, trọng thương nhân, lưu dân đi qua không muốn đi nữa, một huyện nho nhỏ nhanh chóng phồn vinh, nhân khẩu tăng vọt, nộp thuế phú mỗi nửa năm liền tăng gấp đôi. Tạ Kỳ An, thiện hình án, từ một tiểu trấn cất bước, cho đến một quận, xử án như thần, quét sạch vô số oan án, nơi hắn đến, điều dân gây rối không ai không nơm nớp lo sợ. Kiều Thâm, thiện thương chính, mỗi một cái tên từ trong miệng thiệu bình ba nói ra, từng người am hiểu cái gì đều thuộc như lòng bàn tay. Hắn nói lưu loát, thái thúc hùng vuốt dâu nghe nhập thần, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Đợi nói xong, Thái thúc hùng cũng tỉnh táo lại, thử hỏi người từ nơi nào tìm được những người này? Thiệu Bình Ba đều là năm đó Bắc Châu mở trường sàng lọc ra học sinh, trải qua những năm này lịch luyện đã có thể dùng. Nếu như bởi vì chiều chính tranh giành mà hủy hoại, thần thực không đành lòng. Thái thúc hùng mở trường là có thể sàng lọc ra những người này. Thiệu Bình Ba bầu không khí trong thiên hạ từ lâu mục nát, năm đó thần ở Bắc Châu khổ không có người tài để dùng, đành phải chiêu nạp vô số sĩ tử, sau đó sàng lọc để mình sử dụng. Ánh mắt Thái Thúc Hùng nhìn về phía hắn có chút phức tạp, vì bảo đảm những học sinh kia, vị này lại nguyện ý chịu nhục. Không phải hắn xem thường nữ nhi của mình, có chút sự tình xác thực phải đối mặt, nữ nhi đã như vậy, gả cho Thiệu Bình Ba, đích xác là sỉ nhục to lớn của Thiệu Bình Ba, bằng không trước đó tại sao Thiệu Bình Ba sẽ mãnh liệt chống cự? Vì bảo đảm những người này, người cảm thấy có thể hết lần một lại lần hai ủy khuất nữ nhi của bản vương. Thái Thúc Hùng cắn răng hỏi, "Thiệu Bình Ba, thất công chúa rơi vào cảnh hôm nay, thần đích xác là khó từ tội lỗi, nếu như bệ hạ nguyện gả cho, thần tất thành tâm đối xử tử tế, tuyệt đối không dám ủy khuất nửa phần. Thái Thúc Hùng im lặng một hồi, sau khi cân nhắc thiệt hơn, bỗng nhiên nói. Hoan Nhi đã nhận hết khuất nhục, bản vương hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, bằng không tất không tha thứ cho ngươi. Thiệu Bình ba chắp tay khom người, tạ ơn bệ hạ tác thành, Thái Thúc Hùng không nhịn được phất phất tay, đợi Thiệu Bình ba cáo lui, Thái Thúc Hùng qua lại bồi hồi một lúc, thở dài thở ngắn một trận, đột nhiên nói đào lược hắn mới vừa nói những người kia đều ghi nhớ chứ ây đào lược lúng túng nói bẩm bệ hạ báo một chuỗi lớn chỉ nghe một lần không nhớ hết được bất quá tổng cộng là những người kia quay đầu lại vừa hỏi liền biết thái thúc hùng phái người đi thăm dò xem có như hắn nói hay không vâng đào lược đáp lại mục nát thu nạp sĩ tử sàng lọc người có thể sử dụng thái thúc hùng lẩm bẩm nói thầm đào lược thính tai nghe mà hoảng sợ run rẩy thái thúc hùng phục hồi tinh thần lại bỗng nhiên nói. mà kệ sự tình này bản vương có biết hay không, có vài người đùa quá mức, phạm vào tối kỵ, dám lấy nữ nhi của bản vương ra chút giận. Lẽ nào nữ nhi của bản vương còn không sánh được nhi tử của hắn sao? Đào lược, người cũng nên cho hắn chút màu sắc nhìn xem rồi. Đào lược cúi người, lão nô minh bạch, ngày hôm nay tảo triều, thiệu bình ba thượng triều. Hắn xuất hiện, vốn phải gây nên một phen rối loạn, nhưng cả triều lại cực kỳ bình tĩnh, ngược lại người cười trộm như có như không khá nhiều, đợi mọi việc nghị sự gần đủ rồi thiệu bình ba đứng ra cầu hôn tự nhiên không có lực cản gì tán thành một mảnh sự tình lại định như thế mới đầu các triều thần là vì gột rửa thanh bạch cho thất công chúa mà tán thành sau đó phản đối vì là âm mưu của địch quốc bây giờ lại tán thành là vì thiệu bình ba một mảnh chân tình không có quan hệ gì tới âm mưu của địch quốc nói chung nói ngược nói xuôi đều là bọn hắn nói thái thúc hùng cực kỳ căm tức bình thường mấy phe phái chính địch để hắn khống chế triều chính đột nhiên liên thủ này làm cho hắn rất khó chịu này không phải hoàng đế như hắn hy vọng nhìn thấy. May mắn đã rõ ràng, hơn nữa chỉ là bởi vì chuyện này, mà sự tình này cũng là bởi vì hắn một tay bốc lên. Còn hôn kỳ thì không phải Thiệu Bình ba có thể quyết định, tự có người thương lượng ra ngày lành tháng tốt. Nơi này vừa ra kết quả, sự tình của những học trò kia rất nhanh thì được giải quyết. Giống như lúc trước Thiệu Bình ba bắt gia quyến bọn hắn vào hắc ngục, sau khi đạt đến mục đích, những gia quyến kia quyên tiền nhang đèn cho Hỏa Thần miếu liền được điều tra rõ vẻn vẹn chỉ là tiền nhang đèn mà thôi, không có liên lụy nào khác. Những học trò kia được điều tra ra vô tội, phục hồi nguyên chức, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Kỳ thực những học trò này vốn không ở trong mắt các đại thần, nhằm vào chỉ là muốn đả kích thiệu bình ba, là đánh cho người phía dưới xem, trong lúc nhất thời cũng xác thực là không tìm được cái thóp khác xuống tay với thiệu bình ba. Ai biết đánh ra hiệu quả ngoài ý muốn, thiệu bình ba sẽ quan tâm như vậy đã không cản được hoàng đế nâng đỡ thiệu bình ba thượng vị, đương nhiên phải nhân lúc thiệu bình ba chịu thua thắng một ván hòa nhau, đòi lại mặt mũi, cũng để người phía dưới nhìn ra bọn hắn cũng không có thua. Còn những học trò kia, thì không có đến thời điểm làm ra trò trống, ở trong mắt bọn hắn chỉ là lâu la, buông tha có thể đạt được mục đích của mình cũng đáng. Nói chung là đám đại quan ở trên chiều đấu tranh, liên lụy tầng dưới chót gặp tai bay vạ gió. Sau khi tan chiều, tin tức truyền tới cung của Lan Quý Phi, Lan Quý Phi bối rối, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi này là như thế nào, không biết nên vui hay nên buồn, cũng không biết phía sau còn sẽ có biến hóa gì hay không. Ở trong nụ cười diễu cợt của mọi người, Thiệu Bình ba một mình rời đi. Mà nội sử Triệu Công Quyền Triệu Đại Nhân cũng ngẫu nhiên gặp đại nội tổng quản Đào Lược. Chương 1844, hẳn là bị diệt khẩu. Triệu Công Quyền chắp tay chào, nhưng Đào Lược ôi một tiếng. Là Triệu Đại Nhân sao, lão nô bồi tội cho ngài. Dứt lời hất phạt áo lên, muốn quỳ xuống cho đối phương. Triệu công quyền bị động tác này của hắn làm cho sợ hết hồn, tranh thủ đưa tay đỡ lấy. Hai tên tiểu thái giám đi theo cũng bị dọa, tranh thủ đưa tay nâng đỡ. Đào lược lại quyết tâm muốn quỳ, triệu công quyền ra sức ngăn cản, cuống quyết hỏi. Đào tổng quản, ngày này là cớ gì? Đào lược than thở, ai, đều là lão nô không biết quản giáo, tuy thiệu bình ba là quan viên triều đình, nhưng không thực chức, tạm thời còn ở hắc thủy đài ta nhậm chức, vẫn là người của hắc thủy đài ta, nghe nói ra hỏa này không hiểu chuyện, hôm qua lại chạy đến triệu phủ quấy giày triệu đại nhân. Lão nô thực không yên lòng, ở nơi này bồi cái không phải cho ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Triệu công quyền nhất thời lúng túng, không liên quan tới đào tổng quản, không liên quan tới đào tổng quản. Đào lược, đích xác là lão nô không quản giáo tốt, triệu đại nhân, ngài quản giáo tốt, ngài nên giúp lão nô hảo hảo quản giáo quản giáo những đồ vật không nghe lời kia. Lời này nghe như thế nào cũng thấy không đúng, làm trong lòng triệu công quyền có chút sợ hãi, vội nói: Đào tổng quản, nói quá lời, ngài nói quá lời. Đào lược, vậy triệu đại nhân là triệu tha thứ lão nô. Này, triệu công quyền giải thích. Đào tổng quản, thiệu bình ba là thiệu bình ba, hắc thủy đài là hắc thủy đài, hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau. Đào lược ý vị thâm trường nói, nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là người hắc thủy đài a. Ai, thôi, triệu đại nhân đã không tính toán, vậy lão nô liền cảm ơn. Triệu đại nhân công vụ bề bộn, lão nô không dám quấy dày. "Triệu công quyền ước gì không dây dưa sự tình này nữa, vội vàng chắp tay nói. Đào tổng quản, ngài đi thong thả." Đào Lược cúi người, xoay người rời đi, nhưng vừa đi vừa giáo huấn hai tiểu thái giám tùy tùng. "Người hôm trước theo Triệu đại nhân đi vào Triệu phủ gây chuyện, đều tìm ra cho ta, một người nhận 30 côn." Truyền lời xuống, "Để các huynh đệ nhớ kỹ, phủ đệ của Triệu đại nhân không phải địa phương để bọn hắn ngang ngược." sau này nhìn thấy người của nội sử phủ đều phải mở to mắt tránh khỏi cho ta. Vâng, hai tên thái giám đáp lại, triệu công quyền đang muốn xoay người rời đi, thân hình cứng đờ, nghe đã rõ ràng, đối phương không phải cảnh cáo người phía dưới, rõ ràng là nói cho hắn nghe. Cũng đã hiểu, hôm qua hắn đánh thiệu bình ba, trêu đến lão gia hỏa này không cao hứng, thiệu bình ba khoác đại kỳ của hắc thủy đài, lão gia hỏa này mười có tám chín là cho rằng mình không để hắn ở trong mắt, đánh mặt hắn cái gì gọi là nhìn thấy người của nội sử phủ đều phải mở to mắt. Triệu công quyền có chút không rét mà run, có trước thời điểm, những đại thần như bọn hắn không sợ hoàng đế, dù sao quy củ bày ở đó, nhưng như đào lược, quy củ chỉ là mặt ngoài, ở bề ngoài cực kỳ giảng quy củ, nhưng sau lưng sẽ không nói quy củ gì. Đặc biệt là đào lược tay cầm hắc thủy đài, kia là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, thế lực khổng lồ, thẩm thấu rộng khắp, trên tay không biết nắm giữ bao nhiêu tư liệu, bình thường không can dự triều chính thì thôi, nhưng một khi nhằm vào hắn sẽ không chịu nổi trong lòng hoảng sợ nhưng cũng có chút tức giận thiệu bình ba đang lợi dụng thân phận hắc thủy đài làm ác người hắc thủy đài chạy đến triệu phủ ta giết người giết còn là nhi tử của ta ngươi làm như cái gì cũng không biết cả chiều có người tóm thân phận hắc thủy đài của thiệu bình ba gây sự sao bây giờ ta chỉ hơi giáo huấn ngươi liền muốn trở mặt sao đào tổng quản đào tổng quản xin dừng bước triệu công quyền lấy lại tinh thần hô to đuổi theo phải tìm đối phương nói chuyện a à. Thiệu Bình Ba chủ động cầu hôn, trong núi rừng, nhận được tin tức bên kinh thành tấn quốc chuyển đến, như hữu đạo kinh ngạc. Giả vô quần viết ở sau lưng Nguyên Tòng, vì bảo đảm những học trò kia, như hữu đạo run run tin tức trong tay, cười ha ha nói. Đi vòng một vòng lại trở về, tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu toán, bội phục. Giả vô quần cười khổ lắc đầu, mố cũng ngoài ý muốn, chỉ là tiện tay đả kích, không hề nghĩ rằng thiệu sẽ khuất phục. Tuy hoàn thành mục đích sớm định ra, nhưng phiêu miểu các can dự, làm kế hoạch nguyên bản không dám tiếp tục nữa nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu lại nhìn tin tức trên tay không khỏi nói thầm học trò học trò hắn thật rất ngoài ý muốn thiệu bình ba sẽ vì những người kia khuất phục này không giống như phong cách của thiệu bình ba người có thể để thiệu bình ba quan tâm như vậy lần này chân chính gây nên hắn chú ý trước đây hắn chưa bao giờ để những người này ở trong mắt hắn chuẩn bị quay đầu lại sắp xếp người tiến hành quan tâm lại có kim xí giáng lâm ngụy đa định lấy thư đi phiên dịch kết quả phát hiện là một phong thư bình thường, không cần dịch, lập tức đưa tới. Nghiêu hữu đạo tiếp nhận nhìn qua, nở nụ cười, này hẳn là thừa tướng đưa thư cho tiên sinh, tiện tay đưa cho đối phương, giả vô quần vội vàng tiếp nhận kiểm tra, phát hiện trong thư không có ký tên, cũng không có tục danh, chỉ nói chút chuyện nhà, như bách tính bình thường lại nhải. Bất quá giả vô quần xem hiểu ý tứ trong thư, tử bình hưu không biết phát sinh sự tình gì, nhưng bên Nam Châu phái người đến, để gia quyến trước tiên lấy danh nghĩa đi ra ngoài du ngoạn rời kinh. Tuy người viết thư không lưu danh, nhưng hắn nhìn ra chữ viết là của tử Bình Hưu, sợ thư bị người chặn được vì vậy giấu giếm, cũng nhìn ra Nam Châu đang giúp tử phủ ở trong bóng tối chuẩn bị rút đi, một khi có biến, có thể nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy cái này, biết không phải hứa hẹn trên đầu lưỡi, mà là thực tiễn, giả vô quần triệt để yên tâm, lại lần nữa cúc cung biểu thị cảm tạ với nhiều Hữu Đạo, là chân tâm cảm tạ, biết Nam Châu làm như vậy so với diệt khẩu thì gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Sau đó giả vô quần viết thư cho tử Bình Hưu, bảo tử Bình Hưu an tâm, cũng là vì để tử Bình Hưu an tâm phối hợp, như hữu đạo không ngăn cản. Vào buổi tối, bên này lại thu được tin tức từ Nam Châu đến, sau khi như hữu đạo xem xong tạm thời rời nơi ẩn cư. Nửa đêm, hắn xuất hiện ở bên một bờ sông, bờ sông có một thuyền đánh cá bỏ neo, ngư ông ngồi một mình ở đầu thuyền, như hữu đạo tự động lên thuyền. Ngư ông chống gậy trúc, đẩy bờ một cái thuyền ung dung rời bến chạy về phía giữa sông nhìn quanh không người như hữu đạo ngồi xuống hỏi sao ngươi lại tự mình chạy tới ngư ông nói vừa vặn có việc xuất cảnh sắp xếp người hơi phiền phức tiện thể qua một chuyến sự tình ngươi muốn cha có đầu mối khu vực ngươi cho quả nhiên có người mất tích gần đây có ba người phiêu miểu các mất tích hơi có động tính nhân viên phiêu miểu các ở vùng tề kinh đang tìm người tới chính là xa như lai như hữu đạo ngoài ý muốn ba người chỗ ta chỉ có hai người, Sa Như Lai, một người gọi Hải Cầu An, một người gọi Lưu Ngụy, hai người này vốn là người phiêu miểu các chú ở khu vực Tề Kinh. còn có một người tên Tần Yêu Quảng, hơi có thân phận, trưởng quỹ một trong chín tiền trang của phiêu miểu các ở Tề Kinh. Ngưu hữu đảo, bộ dạng ba người ra sao? Sa Như Lai, tướng mạo thế nào ta không biết, bất quá căn cứ người cung cấp tình huống, thêm vào ta hiểu rõ phiêu miểu các, ba người hẳn là một tổ, Tần Yêu Quảng là thượng tuyến của hai người khác. Nhiêu hữu đạo hồ nghi, người tiền trang không phải chỉ phụ trách sự vụ tiền trang, sao sẽ trở thành thượng tuyến của hai người kia. Sa như lai, này chính là vấn đề, hai người kia hẳn không phải nghe theo thượng tuyến trong khu vực của mình phân phó hành sự, mà là có người lén lút hành sự. Sau khi hai người này mất tích, tần yêu quản hẳn là bị người diệt khẩu. Nghiêu hữu đạo, sự tình này không phải đùa giỡn, người có thể xác định sao. Sa như lai, chỉ ít từ thời gian hải cầu an và lưu ngụy mất tích phán đoán hẳn chính là hai người ngươi muốn tìm. chương 1845, buông tha hắn. Còn tần yêu quảng có phải bị diệt khẩu hay không, nhất định phải xác nhận mà nói, ta cũng không thể nói chết. Nếu thật là diệt khẩu, sự tình này liền có ý tứ, đến lúc đó ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể đào người ở sau lưng thiệu bình ba ra hay không. Nghiêu hữu đạo, nếu thật là diệt khẩu, cũng đã đánh rắn động cỏ, muốn dễ dàng đào ra là không thể, xem tình huống lại nói đúng rồi vô lượng viên bỏ lệnh cấm chưa xa như lai like. còn chưa ngươi luôn quan tâm vô lượng viên làm gì không phải là muốn đánh chủ ý tới vô lượng quả chứ ngươi cả nghĩ quá rồi như hữu đạo lắc đầu hắn không phải đánh chủ ý vô lượng quả mà là ở ngoài thánh cảnh đột nhiên và phải lữ vô song làm kế hoạch xuất hiện biến cố hiện tại ngao phong không ra được đoán chừng ngao phong đang sống một ngày bằng một năm sợ ngao phong xuất hiện ngoài ý muốn xa như lai like, ta nghĩ nhiều ngươi luôn vô duyên vô cớ hỏi vô lượng viên là ta nghĩ nhiều sao nghiêu hữu đạo cười ha ha như vậy đi ta muốn từ vô lượng viên lộng một người đi ra ngươi có thể giúp ta đưa ra không xa như lai like, ngươi mở cái chuyện cười gì vậy hả sự tình là ngươi làm nói vô lượng viên có nội gian hơn nữa làm y như thật bây giờ không tra ra nội gian làm sao có khả năng để người trong vô lượng viên rời đi ngươi muốn kéo ai ra nghiêu hữu đạo tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi xa như lai like. Ngươi có thể không nói cho ta, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu sự tình nội gian ở vô lượng viên vẫn không tra được, không thể sống chết mặc bay, chỉ sẽ xuất hiện một kết quả, thà rằng giết sai, cũng sẽ không bỏ qua. Vì ngăn chặn hậu hoạn, người trong vô lượng viên đừng mơ có ai sống, người muốn kéo người kia đến tột cùng là địch hay bạn, hy vọng hắn chết hay không hy vọng hắn chết, người tự mình suy nghĩ kỹ càng. Nghiêu Hữu đạo im lặng một hồi, cuối cùng nói, đệ tử của Diệp Niệm, Ngao Phong, là người của ta, cái gì? Sa như lai sừng sốt, Ngao Phong là người của ngươi, hắn làm sao sẽ là người của ngươi, Nghiêu Hữu Đạo, sự tình này nói rất dài dòng, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, nói là người của ta cũng phải, nói không phải người của ta cũng không phải, bất quá nếu như phải ở giữa ta và sư phó hắn làm lựa chọn, hắn nhất định sẽ ngã về phía ta. Xa như lai, có ý tứ gì, ý tứ gì, Nghiêu Hữu Đạo suy tư, cân nhắc có nên nói cho hắn biết chân tướng hay không. Nhưng vô lượng viên lâu như thế không bỏ lệnh cấm, hắn thực rất lo lắng cuối cùng vẫn nhìn chung quanh thấp giọng nói hắn trộm vô lượng quả a à, xa như lai like kinh hãi đến biến sắc bỗng nhiên ý thức được thanh âm của mình có chút lớn thấp giọng hỏi người nói trên tay hắn có vô lượng quả người mở cái chuyện cười gì nghiêu hữu đạo trên tay hắn không có hắn thân ở trong vô lượng viên làm sao có khả năng để ở trên tay mình đã lấy thủ đoạn chuyển tới trên tay ta xa như lai like, cái này không thể nào trên cây thiếu trái cây làm sao có khả năng giấu giếm được những nhân viên trông coi kia. Nghiêu hữu đạo, trên đời có sự tình không thể sao, chỉ có người không nghĩ tới, không có không thể, trên cây không phải thiếu trái cây, mà là không còn, 12 trái cây đều bị ngao phong hái sạch, bây giờ trên cây treo toàn là giả. Giả, xa như lai có chút mộng, phát hiện chuyện cười này mở có chút lớn. Ta đã thấy vô lượng quả kia, làm sao có khả năng làm giả giấu giếm được nhiều con mắt như vậy. Còn nữa, sao có khả năng làm ra, Nghiêu hữu đạo than thở, xây dưa chuyện này với người quá vô vị, người còn nhớ ta nói ở bên hồ tộc lưu lại lễ vật cho người không? Là để lại cho người một quả, xa như lai thật bối rối, gia hỏa này để lại vô lượng quả mà tu sĩ tha thiết ước mơ cho hắn, trong nháy mắt có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thật không dễ dàng tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Lần kia ngươi hưng sư động chúng đi thăm dò vô lượng viên, hẳn là vì mang trái cây ra. Nghiêu hữu đạo, phải, nếu không ta phí nhiều khí lực như vậy làm gì, vốn tất cả đều thuận lợi ai biết xảy ra vấn đề lúc đi ra va phải lữ vô song suýt chút nữa lòi đuôi hiện tại vấn đề là lúc trước vì để ngao phong giao trái cây ra ta hứa hẹn lưu cho hắn một cái cũng đáp ứng một khi hắn không thể thuận lợi thoát thân sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn xa như lai cũng chính là nói hắn biết kế hoạch của ngươi biết ngươi còn sống ngươi lo lắng hắn khai ngươi ra như hữu đảo hắn không biết kế hoạch giả chết của ta vấn đề là hiện tại chúng ta cần thời gian ngươi hẳn phải biết một khi để cửu thánh biết 12 trái vô lượng quả mất trộm hết, ý nghĩa sắp sửa lại xuất hiện 12 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, kia sẽ là cái hậu quả gì? Cửu thánh tất nhiên sẽ ở trước khi chúng ta có thành tựu quấy thiên hạ long trời lở đất, sẽ toàn diện khống chế linh nguyên đan ở trong tu tiên giới. Ta rời thánh cảnh mới bao lâu, vừa ra liền vội vàng ổn định cục diện, hiện tại ngay cả đồ vật cũng chưa phân phát cho ứng cử viên phù hợp, sự tình trái cây mất trộm bạo lộ ra thời gian kéo càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ Ngao Phong còn vây ở trong vô lượng viên, nếu như không cách nào thoát vây, mà sự tình ta đáp ứng hắn lại không thực hiện, hắn tất oán hận ta. Một khi đối mặt tình huống người nói, một khi cửu thánh nhằm vào tất cả mọi người trong vô lượng viên thả giết sai cũng không buông tha, người cảm thấy hắn còn có tất yếu ẩn giấu sự tình vô lượng quả mất trộm sao. Sắc mặt xa như lai ngưng trọng nói, vậy sự tình này liền phiền phức, hiện tại không có cửu thánh cho phép, bất kỳ người nào cũng không được vào, cũng không được ra, Coi như ta nghĩ biện pháp tiến vào thì đã làm sao, đã không cách nào mang hắn ra, cũng không thể diệt khẩu ở trong vô lượng viên A. Lần này hái trộm vô lượng quả, không có hắn căn bản không thành được, giữ lại hắn, mặt sau còn có đại dụng, có thể để hắn thoát thân rời đi vốn là hữu dụng đối với kế hoạch sau này, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể diệt khẩu hắn. Hai tay nhiều hữu đạo xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ hơi đau đầu. Xem ra có chút kế hoạch phải sớm khởi động, xa như lai like không khỏi hỏi kế hoạch gì, như hữu đạo, ta bị ám sát, vốn đã cung cấp bằng chứng nội gian, trợ giúp Ngao Phong thoát thân, ai nghĩ huyền diệu chết ở trong trò khác, rất hiển nhiên là bị nguyên sắc và lữ vô song liên thủ nhấn xuống. Vốn định để cửu thánh thuận theo tự nhiên tra được, nhưng tra đến hiện tại vẫn không có kết quả, Ngao Phong chậm chạp không cách nào thoát phây, một khi cửu thánh mất đi nhẫn nại, sự tình sẽ không ổn, bây giờ xem ra, chỉ có thể là chúng ta giúp bọn hắn chọc ra, sớm dẫn nổ mâu thuẫn giữa cửu thánh. Sa tiên sinh, sự tình thông khí trong thánh cảnh đành phải làm phiền ngươi. Xa như lai suy tư khẽ gật đầu, thông khí, chỉ cần cẩn thận chút, này không phải vấn đề gì. Nghiêu hữu đạo, vô lượng quả ở bên hồ tộc, ta để bọn hắn liên hệ ngươi, nghĩ biện pháp giao cho ngươi. Xa như lai ừm một tiếng, nghiêu hữu đạo, vậy cứ định như thế, không có sự tình khác mà nói, ta còn phải đi xác nhận tình huống ngươi cung cấp, đi trước. Xa như lai gật đầu, thân thể như hữu đạo nghiêng nghiêng, ngã vào trong nước, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại chỗ ẩn trốn của đám người giả vô quần, trời đã sáng. Trở về bắt chuyện với mọi người một tiếng, như hữu đạo lại tiến vào sơn độc, đứng ở trước mặt mã phu nửa chết nửa sống. Không thể thi triển pháp lực, buổi tối trong núi lại lạnh, mã phu cuộn mình trên đất. Nhận ra được có người tới gần, mã phu mở hai mắt, thấy người thì cười hì hì. Nghĩ thông suốt, như hữu đạo ngồi xổm ở trước mặt hắn. Sớm nói ra, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một đường về, hiện tại không thể. Người tự mình lựa chọn cái chết, là nhận hết dần vặt chậm rãi thống khổ mà chết, hay cho người cái sảng khoái. chương 1846, có dám cùng như mỗ đồng thời chịu chết không? một Mã Phu cười gần, ta đã như vậy, uy hiếp ta hữu dụng sao? Ta biết các người muốn biết cái gì? như hữu Đảo, ngươi là hải cầu an hay lưu ngụy? Vừa nghe lời ấy, hô hấp của Mã Phu trong nháy mắt trở nên rồn rập. như hữu Đảo, ta lại cho ngươi một cơ hội, thượng tuyến của ngươi là ai? Mã Phu, đưa ta tới địa phương ta yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi. Nghiêu hữu đảo, tần yêu quảng, con ngươi của mã phu co rụt lại, trong nháy mắt biến thành cực kỳ bất an. Nghiêu hữu đạo minh bạch, xa như lai quả nhiên hiểu rất rõ phiêu miểu các, xa như lai phán đoán không sai, không khỏi nói. Đi tới con đường này, mọi người đều không được lựa chọn. Đưa tay rơi vào đầu đối phương, mã phu kêu sợ hãi, ngươi còn muốn biết gì nữa, ta biết đều nói cho ngươi. Cảm tạ, không cần nữa. Nghiêu Hữu Đạo nhấn lên gáy đối phương, đột nhiên phát lực, trong đầu đối phương truyền đến một tiếng ba, cả người trợn to hai mắt, dần dần không còn động tính. Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy rời đi, Nguyên Tòng tiến lên, triệt để hủy thi diệt tích. Mọi người lục tục đi ra, giả vô quần nhìn bóng lưng của Nghiêu Hữu Đạo, biết hắn đi ra ngoài một chuyến mang về ba danh tự kia ý nghĩa là gì, đã tra ra nội tình của đám người mã phu, này ý nghĩa bàn tay tiến vào phiêu miểu các cha một chuyến, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Giả tiên sinh, đã xác định, Thiệu Bình Ba không phải người phiêu miểu các, mà cấu kết với thế lực nào đó trong phiêu miểu các, xảy ra sự tình như vậy, bọn hắn không dám manh động nữa. Ngươi và thừa tướng tạm thời đều an toàn, ngươi có thể về Tống Quốc. Ngưu Hữu Đạo quay lưng nói, giả vô quần quay đầu nhìn Nguyên Tòng khẽ gật đầu, Nguyên Tòng tiến lên, nói thay. Về Tống Quốc, bên Thiệu Bình Ba xử trí thế nào? Ngưu Hữu Đạo xoay người đối mặt, mỉm cười nói, buông tha hắn, đừng nói giả vô quần, ngay cả Nguyên Tòng cũng rất kinh ngạc. Vì sao? Là ý tứ của vương gia. Như hữu đạo gật đầu, bên chúng ta có sự tình càng trọng yếu hơn cần làm, tạm thời không có thời gian và tinh lực đi dây dưa với hắn. Giả vô quần, tiên sinh không lo lắng thiệu can dự chiến sự của ba nước phía Tây. Như hữu đạo, kế hoạch biến hóa rồi. Người phiêu miểu các nhúng tay, tình huống có biến, nếu hô diên vô hận nhất định phải chết ở trên tay hắn, vậy thì để hắn làm đi, nếu như vệ quốc và tế quốc diệt phong, vậy để bọn hắn diệt phong đi, tất cả thuận theo tự nhiên. Giả vô quần, thiệu này đích xác không phải bình thường, vương gia không lo lắng tấn quốc nhất thống ba nước phía tây xong sẽ uy hiếp đến yên quốc. Nghiêu hữu đạo, thiệu bình ba đã không phải đối thủ của vương gia, bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, sau lưng thiệu bình ba cất giấu con cá càng lớn. Đã đả thảo kinh xà, con rắn kia sẽ không dễ dàng lộ diện, giết thiệu bình ba, con rắn kia liền triệt để ẩn nấp. Chỉ cần bắt lấy con rắn kia, muốn giết thiệu bình ba dễ như trở bàn tay. Tiên sinh, người quyết định vận mệnh của chúng ta ở địa phương càng cao. Giả vô quần khẽ gật đầu, minh bạch, nghiêu hữu đảo, con rắn kia kinh hãi, sẽ không dễ dàng lộ diện. Ta quá hiểu rõ thiệu bình ba, giữ hắn lại, hắn nhất định còn sẽ vận dụng con rắn kia, nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện tung tích của con rắn kia. Tiên sinh về Tống Quốc, nhiệm vụ chủ yếu là dựa vào thừa tướng vận dụng lực lượng tống quốc tập trung nhất cử nhất động của thiệu bình ba tranh thủ tìm ra manh mối của con rắn kia ở tống quốc có gì bất tiện hành sự có thể liên hệ Nam Châu, sẽ tận lực phối hợp tiên sinh. Giả vô quần cúi người, dáng vẻ quân lệnh, nghiêu hữu đạo, nguyên tòng cùng tiên sinh trở về, lưu tại ở bên người bảo hộ tiên sinh, ngụy đa cũng tiếp tục lưu ở bên cạnh ngươi. Giả vô quần gật đầu, nghiêu hữu đạo, còn có một sự tình muốn xin nhờ tiên sinh. Giả vô quần đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng, cứ nói đừng ngại. Nghiêu hữu đạo nhìn ngụy Đa cách đó không xa nhất cầm. Nên làm như thế nào, Nguyên Tòng tiên sinh sẽ bàn giao hắn. Chỉ là Thượng Thanh Tông ở phía sau hắn, từng đi theo Ninh Vương nhiều năm, bây giờ xa sút nhưng Vương ra còn niệm tình xưa. Vệ quốc sợ là gánh không được, một khi vệ quốc không còn, Thượng Thanh Tông nên đi con đường nào. Ở Tống Quốc cho một chỗ thu xếp, đối với thừa tướng mà nói hẳn không khó, thỉnh cầu tiên sinh an bài một chút. Giả vô quần viết, sẽ thu xếp thích đáng, xin Vương ra yên tâm, ta còn có việc, đi trước một bước, như hữu đạo nhìn hắn cúi người, lại nhìn Nguyên Tổng chắp tay nói làm phiền nguyên tiên sinh phí tâm, trên đường cẩn thận. Nguyên Tòng khẽ gật đầu ưng một tiếng, giả vô quần chắp tay kho người đưa tiến, nhìn theo bóng người biến mất, mới chậm rãi đứng lên, trong lòng nói thầm. Vương ra, vương khiếu, khóe miệng bỗng nổi lên ý cười, ba người không có lưu lại, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đào Tổng Quản, mời, công tử ở trong hiên các. Tấn Kinh Thiệu Phủ, Thiệu Tam tỉnh cung cung kính kính dẫn đại nội Tổng Quản Đào Lược đi vào. Đào Lược thuận thế nhìn lại, chỉ thấy thiệu bình ba tóc mai điểm bạc mặc bạch y, khoác áo bào đen, ở trong hiên các dựa vào lan can tập viết chữ, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Công tử như ngọc là câu tán dương, nhưng bề ngoài của thiệu bình ba thật có thể gánh được bốn chữ này, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có tư thái, muốn khí chất cũng có khí chất, hai mái hoa dâm kia càng hiện ra nam nhân vị khác, yên tĩnh ung dung, vừa nhìn liền biết không phải hạng người hời hợt. Loại khí chất này cũng không phải người bình thường có thể hôn đúc ra thổi phồng cũng là biết vị này sẽ trở thành vị hôn phu của thất công chúa lời này thiệu tam tỉnh rất thích nghe nở nụ cười đưa tay mời thiệu bình ba nghĩ rất nhiều nghĩ đến người nhà nghĩ đến mẫu thân đã mất nghĩ đến phụ thân cách xa ở bắc châu còn có muội muội ở tề quốc hắn muốn thành thân với thất công chúa cưới nữ tử thất trinh như thất công chúa không biết người nhà nghe được phong thanh sẽ nghĩ thế nào muội muội là nữ nhân lập trường tự nhiên là đứng ở bên nữ nhân sẽ không cảm thấy quá mức nhưng phụ thân thì sao thậm chí hắn có thể nghĩ đến tâm tình của phụ thân, bây giờ hắn là nhi tử duy nhất của thiệu gia, ở trong mắt phụ thân sợ là sẽ xin lỗi liệt tổ liệt tông của thiệu gia. Đại công tử, thiệu tam tỉnh gọi một tiếng, kéo tâm tư hắn về, nhìn thấy đào lược đến, tranh thủ xoay người, bước nhanh ra hiên các nghênh tiếp, chắp tay chào. Đào tổng quản, thiệu đại nhân, đào lược cũng khách khí chắp tay, sau đó với tay ra hiệu tiểu thái dám tiến lên, dâng lên một bình thuốc. Thân thể thiệu đại nhân có bệnh, bệ hạ sai lão nô đến đưa chút linh đan rượu dược. Này là mượn cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính là, Thái Thúc Hùng thấy vị này chậm chạp không có ý tứ rời kinh lao tới tiền tuyến lập công, nên sai đào lược đến thăm dò hư thực. Tạ ơn bệ hạ, thiệu bình ba hành lễ, hai tay tiếp bình thuốc, chuyển giao cho thiệu tam tỉnh. Đào lược cười nói, trước đây mỗi lần tới, đều thấy thiệu đại nhân bận rộn, vẫn là lần đầu thấy ngài thanh nhàn như thế. Thiệu bình ba cười khổ lắc đầu, đào lược nhìn hai bên một chút, nhiều lần tới, còn chưa bao giờ đi dạo trong phủ của Thiệu phủ. Vị này không phải người có thời gian đi dạo, Thiệu Bình Ba Minh Bạch hắn có lời muốn nói, lập tức đưa tay mời. Nếu đại tổng quản nhàn rỗi, Thiệu Mỗ mang đại tổng quản đi dạo. Được, Đào Lược vui vẻ đáp ứng, cũng nhấc tay, hai người chậm rãi đi dạo. Đi không bao xa, Đào Lược hỏi, thương thế của Thiệu đại nhân đỡ chưa? Thiệu Bình Ba, tạ ơn đại tổng quản quan tâm, đã không sao. Đào Lược nói, dù sao Thiệu đại nhân cũng là mệnh quan triều đình triệu đại nhân làm hơi quá rồi, bất quá ngài yên tâm, hắc thủy đài cũng không phải trang trí, sẽ cho triệu phủ chút màu sắc, đã để các huynh đệ nhìn chằm chằm người triệu phủ, chuẩn bị cho triệu ra chút phiền phức, để thiệu đại nhân ra ngụm ác khí. Thiệu bình ba, sự tình đã qua, không cần như vậy, chương 1847, có dám cùng nghiêu mỗ đồng thời chịu chết không? Hai, hay, đào lược xua tay, này là phải làm, hắn nhất định muốn làm, thiệu bình ba không nhiều lời nữa, trong lòng rất rõ ràng, này sợ là ý tứ của bệ hạ. Trên đường, có nhánh hoa vươn ra, thiệu bình ba nhấc tay vén lên. Đào lược lại nói, chiến sự tiền tuyến rằng co, không biết thiệu đại nhân chuẩn bị ngày nào về tiền tuyến. Thiệu bình ba, thân thể của ta, trong ngắn hạn sợ là chịu không nổi bôn ba, tinh lực cũng theo không kịp, khả năng phải tĩnh dưỡng một chút thời gian. Cũng phải cũng phải, thân thể quan trọng, đào lược cười ha ha, thiệu bình ba, cưới công chúa cũng không thể qua loa, cần chuẩn bị thích đáng cái khác hết thảy đều phải chờ sau khi thành hôn với công chúa đào lược cười ha ha gật đầu được 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 hắn cũng không tiện nói gì nha tùy tiện đi dạo một chút đào lược liền cáo từ đưa khách nhân đi thiệu tam tỉnh xin chỉ thị lão nô có nên chuẩn bị để sau khi đại công tử thành hôn ra tiền tuyến không thiệu bình ba tiền tuyến không đi ở kinh thành an tâm làm phò mã đi a à, thiệu tam tỉnh kinh ngạc này công tử trí lớn sao lại cuộn mình ở trong ổ nhỏ yên vui sau này ngươi sẽ minh bạch thiệu bình ba nói bốn phía có người không muốn nhiều lời cái gì có chút sự tình trong lòng hắn rõ ràng nhất thế cục đã biến có người nhìn hắn chằm chằm không biết nguy hiểm khi nào sẽ kéo tới mà trường quỹ ở sau lưng lại co đuôi không có lực lượng của phiêu miểu các trợ giúp hiện tại hắn không có thế lực của mình khó có thể đối ngoại làm cái gì có chút sự tình không thể lợi dụng hắc thủy đài đi làm mà trên chiến trường tấn quốc đã chế định đại chiến lược tấn quân là đang thích chữ lực lượng nghiền ép, không ra ngoài ý muốn mà nói, hai nước tề, vệ chống đỡ không được bao lâu, dưới thực lực tuyệt đối, sớm muộn gì cũng sẽ bại. Trước đó hắn ở trên chiến trường nóng lòng cầu thắng, là vì mau chóng lấy được quyền lực, nhưng bây giờ đối địch cả chiều. Bị những người kia giáo huấn một trận, hắn khôn ra rồi, thế lực của những người kia quá khổng lồ, liên thủ lại ngay cả hoàng đế cũng phải thoái nhượng ba phần, căn bản không phải hắn trước mắt có thể ngăn cản, cứng đối cứng mà nói, coi như hắn không thua, cũng là lưỡng bại câu thương, tiếp tục dây dưa xuống cũng không biết sẽ dây dưa tới khi nào. Hắn xông lên trước, phía sau có người đâm dao, đao đao hạ xuống, đã đau thấu xương rồi. Trước có cường địch, sau có cường địch, ám địch tứ phía. Sau khi ngủ đông, vốn là hà lòng hà giả tái xuất, nhưng không nghĩ tới rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch, đã rất nguy hiểm, tùy thời đối mặt cục diện cả bàn đều thua. Hắn cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, loại tình huống này không phải hắn muốn, nhưng hắn là người giỏi về tự hỏi, sau khi suy nghĩ chỉ có thể nói là chiến lược của mình xảy ra vấn đề nhất định phải điều chỉnh diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. bây giờ hắn muốn làm là yên ổn hậu phương, trước tiên hóa giải định ý cả triều để cả triều thả lỏng cảnh giác để những người kia không nhầm vào hắn. vì cái này hắn chuyển biến chiến lược quyết định từ bỏ quyền lực muốn đi tranh cướp, chuyên tâm làm phò mã. đương nhiên này cũng không ý nghĩa hắn triệt để từ bỏ mà là lực cản quá lớn không thể không đi đường vòng, hắn chờ một cơ hội khác, hơn nữa hắn tin tưởng cơ hội kia rất nhanh sẽ tới. Bản thân thế đơn lực bạc, đối mặt thế lực khổng lồ, cứng sông lên sẽ chịu thiệt, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị lấy thủ đoạn nhẹ nhàng, biến kẻ địch thành bạn bè, sau đó lại xuất phát, có lẽ có thể làm ít công to. Ám lực của Phiêu Miểu Các thất thủ, đã kinh sợ đến co đầu rụt cổ, sợ bị nhìn chằm chằm, cũng sợ một phương khác tìm là ai. Nói chung bởi vì Phiêu Miểu Các Thiệu Bình Ba và Nghiêu Hữu Đạo cơ hồ là phản ứng giống như, phản ứng cũng rất nhanh, đều không hẹn mà cấp tốc điều chỉnh chiến lược. Hai người điều chỉnh chiến lược, cải biến vận mệnh của rất nhiều người. Mà Thiệu Bình Ba cũng đột nhiên nhàn nhã, chỉ ít ở trong mắt người ngoài, bắt đầu hiện ra dáng dấp không tranh với đời. Chỉ có Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng nhìn thấy có chút buồn bực, này không phải là Thiệu Bình Ba hắn muốn, hạng người không tranh với đời, hắn mời chào đến làm gì. Vạn thú môn có khách đến, khách tới chính là trưởng môn cung lâm sách của tử kim động, trưởng môn vạn thú môn Tây Hải Đường tự nhiên là tự mình tới đón khách. Ngồi xuống dùng trà, sau khi khách sáo vài câu, Tây Hải Đường cười hỏi. Không biết cung huynh đột nhiên quang lâm, là có gì phân phó? Phân phó thì không dám, cung lâm sách xua tay, nhìn chung quanh một chút, phất phất tay, nhân viên tùy tùng lui ra, chỉ trừ một người ở phía sau. Đệ tử tử kim động lui ra cũng không biết người phía sau trưởng môn là ai, nói chung là ở trên đường gặp gỡ, trưởng môn nói là bằng hiếu. Nhìn dáng vẻ như vậy, dường như có lời tư mật gì muốn nói, Tây Hải Đường khẽ mỉm cười, cũng nhấc tay ra hiệu một thoáng, đệ tử vạn thú môn cũng lui ra. Cung lâm sách nhìn chung quanh một lúc, bỗng thấp giọng nói. Tây Hải Huynh, tìm một tĩnh thất đi, Tây Hải Đường nở nụ cười, chuyện gì thần bí như vậy, bất quá biết đối phương cẩn thận như vậy, tất có nguyên nhân, nên đứng dậy rời đi. Đi theo ta, hắn dẫn người đến tĩnh thất mình tu luyện, bất quá nhìn thấy phía sau cung lâm sách có một người theo. Thêm nữa lại nhìn ra đối phương ẩn giấu chân dung, nên có ý ngăn cản. Vị này là, cung lâm sách, chỉ hai người chúng ta, ở địa bàn của Tây Hải huynh đề phòng nghiêm ngặt, còn lo lắng ra sự tình gì sao? Không cần lo lắng, chờ một chút tất không hối hận. Tây Hải đường à lên một tiếng, cho đi vào, vào tĩnh thất, cửa đá đóng lại, Tây Hải đường rõ ràng có chút cảnh giác. Người không rõ thân phận cũng thẳng thắn, không còn ngoại nhân, nhấc tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Ngươi, nhìn thấy chân dung của đối phương, Tây Hải đường giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào đối phương, vẻ mặt khó có thể tin. Người tới chính là Nghiêu Hữu Đạo, cung lâm sách cười nói, Tây Hải Huynh, trưởng lão tệ phái, người hẳn không xa lạ. Tây Hải Đường, Nghiêu Hữu Đạo, người không phải đã chết ở thánh cảnh. Xuyệt, Nghiêu Hữu Đạo ra hiệu nhỏ rộng, sau đó móc ra một quả cầu đá, tại chỗ bóp nát, ném một vật hình trái tim cho đối phương. Tây Hải Đường không dám trực tiếp đưa tay đón, thi pháp bao phủ, nhìn một chút, hồ nghi nói đồ vật gì, như hữu đạo gần từng chữ, vô lượng quả, a à, Tây Hải đường suýt chút nữa giật mình, kéo tới gần kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, nắm ở trong tay lặp đi lặp lại kiểm tra, có thể nói càng xem càng kích động, lại nhìn như hữu đạo một chút, liên tưởng đến đối phương vốn nên chết ở thánh cảnh, nhưng xuất hiện ở nơi này, đại khái đoán được lai lịch của đồ vật, hai tay nâng quả, đã coi như chân bảo không dám buông tay, bất quá ép giọng tới cực thấp, xì si xào nói. Người từ thánh cảnh trộm đến, như hữu đạo, tây hải trưởng môn không phải biết rõ sao còn hỏi ta muốn mà nói người ta có thể cho sao cũng chỉ có thể trộm tây hải đường ngươi không phải đã chết sao nghiêu hữu đạo được đồ vật này không chết có thể đi ra sao tây hải đường nhìn đồ vật trong tay hai mắt tỏa ánh sáng nghiêu hữu đạo a à, nghiêu hữu đạo người thật chán sống ngay cả đồ vật này cũng dám chạm nghiêu hữu đạo nếu như trưởng môn nhận lấy đồ vật này cũng là tìm chết ta chỉ hỏi trưởng môn một câu có dám cùng như mỗ đồng thời chịu chết không? Đồ vật này ai dám thu, ai thu người đó chết. Tây Hải đường ngoài miệng không khách khí, nhưng hai tay thành thật, theo bản năng cầm lấy đồ vật, không muốn thả ra chút nào. Ha ha, cung lâm sách nhìn buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng, lắc đầu. Tây Hải đường ý thức được cái gì, hừ lạnh nói. Cung huynh, hậu quả được đồ vật này, người hẳn phải rõ ràng, ta là tưởng muốn không sai, nhưng trái cây trong vô lượng viên thiếu, bước kế tiếp cửu thánh sẽ làm gì, Ngươi hẳn là minh bạch. Chương 1848, yêu cầu cũng không cao. Ngưu Hữu đảo, muốn phát hiện đã sớm phát hiện, đã sớm kinh thiên động địa, còn cần ngươi đến nhắc nhở. Ta nói thật với ngươi, trái cây trong vô lượng viên đã sớm không còn, trên cây treo toàn bộ là giả. Hắn nói tình huống trông coi cây ăn quả trong vô lượng viên, chỉ cần có nha tướng chấn thủ, ngoại nhân sẽ không có biện pháp tự ý tới gần tiếp xúc trái cây. Ánh mắt Tây Hải Đường lấp lẽ, rõ ràng động tâm nhưng vẫn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói thì nói thế nhưng nhân tố không xác định quá nhiều sớm muộn cũng sẽ lòi nghiêu hữu đạo xua tay ta cũng lười nhiều lời chỉ hỏi ngươi có muốn đồ vật này hay không ngươi có muốn nhập bọn hay không tây hải đường ta nói ta không muốn thì sao nghiêu hữu đạo phí lời không muốn thì trả đồ vật cho ta có rất nhiều người muốn tây hải đường ngươi không sợ ta tìm phiêu miểu các tố giác các ngươi cung lâm sách tây hải đường nói lời này có ý tứ sao? Trên cây 12 quả, ngươi cho rằng chỉ đưa cho ngươi. Tây Hải Đường lập tức phản ứng lại, ngươi cũng có, cung lâm sách, ta không có còn có thể cho ngươi. Tây Hải Đường, còn ai có, cung lâm sách, ngươi bình thường không như vậy, sao ngày hôm nay nói lời ngu xuẩn như vậy, ngươi muốn đi tố giác, ta còn có thể nói cho ngươi sự tình này. Nếu ngươi nhận, ta có thể khắp nơi nói là cho ngươi sao. Tây Hải Đường nhìn như hữu đạo, chuyển hướng đề tài. Một chút sự tình trong thánh cảnh ta cũng nghe nói, người giấu vạn thú môn ta làm không ít chuyện tốt a. À? Ngưu Hữu Đạo, đừng nói giấu vạn thú môn ngươi, ta còn giấu thánh cảnh trộm lấy vật kia, vạn thú môn ngươi là cái rắm gì? Ta thật xa chạy tới đưa bảo bối cho ngươi, hiện tại ngươi nói sự tình này còn có ý tứ sao? Không sai, đồn đại đều là thật, ngươi lại có thể làm gì? Đừng bày ra dáng vẻ kia, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhịn được không muốn sao? Không có nắm chắc, ta dám lộ diện cầm thứ này ra? ngươi không muốn muốn đi cáo trạng phải không? được, ta cũng không muốn thứ này. người đi báo cáo, cứ việc báo cáo đi. hắn nhấc tay mang mặt nạ lên mặt, thì pháp che giấu, xoay người nhìn cung lâm sách nói: chúng ta đi. cung lâm sách sướng sờ, không lấy bảo vật về sao? Nghiêu hữu đạo thấy hắn dây dưa, lại phất tay nói: hắn căn bản không biết sử dụng, giữ lại cũng vô dụng. cung lâm sách nhíu mày, đang muốn cất bước rời đi, tây hải đường liền hô: đứng lại. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại, làm sao, còn muốn cường hành lưu chúng ta lại sao? Vị này đã dùng vô lượng quả, người xác định người có thể đánh thắng hắn. Chỉ chỉ cung lâm sách, cung lâm sách giờ khóc giờ cười, phát hiện vị này thật âm hiểm, hắn có vô lượng quả không sai, nhưng đến nay không có thời gian sử dụng A. Tây Hải đường căn bản không có ý tứ cường lưu, biểu hiện trên mặt có chút khó chịu, cuối cùng nói. Đồ vật này làm sao dùng, Nghiêu hữu đạo lập tức quay đầu trở về trước tiên ta hỏi ngươi vài sự tình, Tây Hải Đường Hồ Nghi, sự tình gì, Nghiêu Hữu Đạo, năm đó lối vào điệp mộng huyễn giới không cách nào đóng kín, cửu thánh phải chăng có người đến qua. Tây Hải Đường gật đầu, đều đến, còn tiến vào thánh cảnh kiểm tra, chỉ bất quá ra vào đều có người bên chúng ta bí mật an bài, không kinh động người khác. Nghiêu Hữu Đạo, nghe nói trong điệp mộng Nguyễn giới có thánh la sát, là thật sao? Cung lâm sách không biết hắn hỏi cái này là có ý gì, không biết vạn thú môn thủ hộ điệp mộng huyễn giới, nếu không mà nói, trái cây chỉ có 12 quả, cực kỳ hữu hạn, hắn còn thật không hẳn sẽ suy xét cho Tây Hải Đường. Tây Hải Đường không rõ, người quan tâm cái này làm gì, như hữu đạo, này còn cần hỏi, khắp thiên hạ trên căn bản đều xem như là thế lực của cửu thánh, một khi chúng ta bại lộ, trốn cũng không có chỗ trốn, trốn chỗ nào cũng có thể bị phát hiện, chỉ có điệp mộng huyễn giới trải rộng điệp la sát, tu sĩ bình thường tiến vào đầu tiên phải đối mặt vô số điệp la sát, căn bản không cách nào thâm nhập. Chúng ta đột phá Nguyên Anh thì không giống, trốn vào bên trong một chút, tu vi của cửu thánh lại cao, nhưng muốn ở trong điệp mộng huyến giới minh mông tìm được chúng ta, trên căn bản không thể, không khác nào mò kim đáy biển. Ánh mắt cung lâm sách tỏa sáng, mà vạn thú môn người ở bên cạnh lối vào điệp mộng huyến giới, Tây Hải trưởng môn người thoát thân là tiện lợi nhất, tình huống không đúng, tùy thời có thể trốn vào điệp mộng huyến giới. Nhưng nghe nói bên trong có thánh la sát, ta như vậy không phải là lo lắng có sơ suất sao. Nghe được lời ấy, Tây Hải đường trầm mặc, truyền thuyết là có, nhưng đến tột cùng có tồn tại hay không, ai cũng chưa từng thấy, cái này ta cũng không cách nào khẳng định. Nghiêu hữu đạo, nghe nói các người vẫn ở trong điệp mộng huyến giới trồng khu quang thảo, từng bước từng bước xâm chiếm địa bàn trong huyến giới, lẽ nào không phát hiện chút dị thường gì. Hỏi những cái này là bởi vì Ngân Nhi, từ khi lừa gạt Ngân Nhi về điệp mộng huyến giới, hắn rất lo lắng, cũng không biết kẻ tham ăn kia bây giờ thế nào rồi. Lo lắng ngân nhi và tu sĩ ngoại giới phát sinh xung đột sẽ kinh động cửu thánh tự mình ra tay thật muốn như vậy mà nói cũng không biết ngân nhi có phải đối thủ của cửu thánh hay không mặt khác chính là triệu hùng ca triệu hùng ca phòng hắn giống như phòng cướp bản thân móc tim móc phổi đối phương vẫn chết sống không tin chờ cơ hội thích hợp hắn sẽ chứng minh cho triệu hùng ca ô thường trộm vô lượng quả của ma giáo kỳ thực là của hắn ân bộ ma điển kia cũng rất có khả năng là của hắn hắn dám khẳng định Ma Điển khẳng định ở trên tay Triệu Hùng Ca. Đương nhiên, hắn không có hứng thú với Ma Điển, như hắn nói với Triệu Hùng Ca, thật có tác dụng lớn gì mà nói, Triệu Hùng Ca sớm đã dùng, còn có thể bị ô thường chèn ép. Hắn chỉ muốn nhìn trong Ma Điển đến tột cùng ghi chép những thứ gì. Tây Hải Đường, trồng trọt khu quang thảo từng bước xâm chiếm địa bàn điệp mộng huyến giới, kỳ thực là ý tứ của cửu thánh, trước đây đại môn của huyến giới định kỳ đóng lại không thể động, bây giờ trường kỳ mở ra, sẽ thuận tiện không ít. Còn dị thường gì gì đó, những năm gần đây là có chút dị thường, một chút đệ tử thâm nhập huyễn giới thường thường biến mất lặng yên không một tiếng động, cũng không biết phát sinh sự tình gì, đã làm cho vạn thú môn ta tổn thất không ít đệ tử. Nghiêu hữu đạo thử hỏi, không có một đệ tử chứng kiến sự tình phát sinh nào sống sót trở về sao? Tây Hải Đường, trong huyễn giới có vô số điệp la sát, bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào đều bị coi là khác loại, đều sẽ bị điên cuồng công kích, muốn thâm nhập cũng phải kết bè kết lũ, đoàn thể xảy ra vấn đề, lạc đàn còn trở về được sao? Ở trong đó, phi cầm cỡ lớn và kim xí đưa tin đều không thể sử dụng, chạy không lại nhiều điệp la sát vây đuổi chặn đường như vậy, một khi thâm nhập cũng phải bị xé sống. Cũng không có biện pháp thiết trí điểm đưa tin, cho nên đệ tử thâm nhập trong đó đến cùng xảy ra sự tình gì căn bản không ai biết. Ta cảm giác là càng thâm nhập càng nguy hiểm, trước mắt đã không dám để đệ tử tiếp tục thâm nhập điều tra. Như hiểu đạo trầm mặc, đích xác như vậy, hắn thâm nhập qua, biết tình huống, lạc đàn cơ bản không có biện pháp không bị điệp la sát phát hiện, bởi vì kia chính là thế giới của điệp la sát. Hắn cũng không biết dị thường này phải chăng có quan hệ tới Ngân Nhi, vuốt cầm nói. Vậy tiếp tục duy trì quan tâm đi, phát hiện dị thường gì, nếu như phát hiện thánh la sát, đúng lúc thông chi ta. Nhớ kỹ, tốt nhất là ở trước khi phát tin cho cửu thánh, chúng ta cũng phải sớm có chuẩn bị. Cái này đơn giản, Tây Hải đường nói, chỉ chỉ đồ vật trong tay, cái này dùng như thế nào, hiện tại hắn càng quan tâm là biện pháp sử dụng vô lượng quả. Cung lâm sách buồn cười nói, cái này nha, sử dụng cũng đơn giản, nhưng người nhất định phải an bài thời gian sử dụng hợp lý. chương 1849, một sấp thiên kiếm phủ một. Sau khi rời vạn thú môn, cung lâm sách và Ngưu hữu đạo tách ra. Xuống núi, đã rời xa vạn thú môn, Ngưu hữu đạo lần nữa trốn vào trong núi thẳm, chạm mặt phân cơ, cưỡi phi cầm cỡ lớn bay lên không, đi về phía bắc. Giả vô quần và Nguyên Tòng phản hồi phủ thừa tướng, nhiệm vụ của vân cơ kết thúc, lại lần nữa trở lại bên người Nhiêu Hữu Đạo. Lần này đi băng tuyết các ở Đại Tuyết Sơn, vân cơ chỉ là tiến đưa, sau khi đưa Nhiêu Hữu Đạo tới, vân cơ lập tức điều động phi cầm ẩn độn rời đi. Khách sạn Thải Hồng, Nhiêu Hữu Đạo đi vào, trước quầy, nhìn thấy người quen cũ, trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng Sở An lâu. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như thế, Sở An lâu vẫn là trưởng quỹ, nhưng Nhiêu Hữu Đạo từ lâu đã không phải Nhiêu Hữu Đạo năm đó nhìn thấy vị trưởng quỹ này nghiêu hiếu đạo cũng không khỏi nhớ tới tình hình năm đó bị đập mặt nhục nhã nhìn sở an lâu gật đầu khẽ mỉm cười theo tiểu nhị đi phòng khách sở an lâu hơi nhíu mày không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn người rời đi hắn ở nơi này gặp qua không biết bao nhiêu loại người không biết có phải ảo giác hay không cảm giác ánh mắt người kia nhìn mình dường như có mùi vị khác biệt ở lại khách sạn thải hồng mấy ngày mấy ngày sau thời điểm tản bộ qua các cửa hàng lớn tiến vào cửa hàng của vạn thú môn, đúng dịp gặp gỡ trưởng môn Tây Hải Đường đến tuần tra. Hai người lấy phương thức người quen cũ gặp mặt, sau đó Nghiêu Hữu Đạo và Tây Hải Đường đồng hành. Nửa ngày sau, Tây Hải Đường Quang Lâm Thiên Hành Tông chỉ đơn giản hội ngộ trưởng môn Đỗ Vân Tăng một chút, sau đó tiếp kiến trưởng môn tiền nhiệm của Thiên Hành Tông. Văn Hoa có thể thuận lợi nhìn thấy hai đời trưởng môn tự nhiên là bởi vì thân phận trưởng môn vạn thú môn của Tây Hải Đường. Phía sau núi Thiên Hành Tông, trong một động phủ, ở dưới Tây Hải Đường yêu cầu, cho lui những người khác. Trong tĩnh thất, văn hoa ngồi ngay ngắn, râu tóc bạc trắng, tướng mạo đường đường, vuốt râu nói. Lão phu từ lâu không hỏi đến sự tình trong môn phái, Tây Hải trưởng môn có sự tình gì sao không nói với đỗ trưởng môn, lại phải tới gặp ta. Như hữu đạo đứng ở sau lưng Tây Hải đường lên tiếng. Theo ta được biết, năm đó văn lão chỉ là vì nữ nhi sớm thoái vị, truyền ngôi cho con rể, thế nhưng bởi vì con rể và nữ nhân khác dây dưa, không yên lòng hắn, nên đại quyền của thiên hành tông còn ở trong tay văn lão. Đề cập sự tình này, đây là chuyện xấu trong nhà, ánh mắt của văn hoa trong nháy mắt lạnh lùng quét tới, hỏi. Ngươi là người phương nào? Nghiêu hữu đạo trực tiếp lấy ra một quả cầu đá, đập nát vỏ ngoài, lộ ra đồ vật hồng quang lấp lóe bên trong. Văn hoa có chút ngoài ý muốn, này là vật gì? Nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói, vô lượng quả, văn hoa cả kinh đứng lên, dâu hơi rung động, ánh mắt khó có thể tin. Tây Hải Đường theo bản năng che chán, có vẻ như lúc đó mình cũng thất thố như vậy. Nhiều hiểu đạo chỉ vào vô lượng quả nói, năm đó, nữ nhi người đánh người của ta, bây giờ ta lấy vật này trao đổi, yêu cầu cũng không cao, rất đơn giản, để người của ta ở trước mặt mọi người trả lại mấy bà tai kia là được. Có ý tứ gì, Tây Hải Đường ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đưa vô lượng quả ra nói yêu cầu này, trong nháy mắt có cảm giác thế đạo điên đảo, lúc nào vô lượng quả biến thành tiện như thế. Cảm giác giống như ta có tiền, ta rất nổi bật, ta có thể muốn làm gì thì làm vậy. Sau khi kinh ngạc, Tây Hải đường lại cười khổ, người ta có vật kia, có thể nói năng tùy ý a à, để người không có chỗ trống lựa chọn. Văn Hoa có chút mộng, còn tưởng mình nghe lầm, hoài nghi có phải lầm hay không, cho ta vô lượng quả, chỉ vì trao đổi như vậy. Lúc nào vô lượng quả không đáng giá như thế, nữ nhi là bảo bối, nhưng mấy bà tai so với đạt được vô lượng quả, dường như có chút không đáng nhắc tới nha. Bất quá hắn tạm thời không nghĩ nhiều, hiện tại quan tâm nhất là đồ vật trước mắt, thật là vô lượng quả sao. Ánh mắt ổn định ở trên mặt Nghiêu Hữu Đạo, lại rơi vào vô lượng quả, thử hỏi. Này chính là vô lượng quả, ý tứ dường như là muốn xác nhận, Nghiêu Hữu Đạo rất hào phóng, ra hiệu cứ tự nhiên. Văn Hoa hít sâu một hơi, đã có thể ngửi được mùi hương thấm vào lòng người, chậm rãi đưa tay ra, bắt lấy vô lượng quả, lại từ từ đưa đến trước mắt nhìn xem, lăn qua lộn lại nhìn, kết quả càng xem càng kích động, hô hấp hỗn loạn, tâm tình dường như khó có thể tự kiềm chế. Cơ bản có thể xác nhận này là một quả cây, nhưng thế gian chưa từng gặp qua trái cây biết phát sáng, hẳn là bảo vật kia không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hắn cũng không dám trăm phần trăm xác định, dù sao đồ vật này không phải có thể tùy ý cho, huống hồ ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Hắn càng rõ ràng, nếu thật là vô lượng quả mà nói, ý nghĩa sẽ như thế nào, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, kỳ ngộ to lớn, nguy hiểm to lớn, một khi để cử thánh biết, chỉ sợ vô phúc tiêu thụ đồ vật này cực kỳ bỏng tay lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào người kia quá hào phóng dễ dàng ném ra dễ dàng để hắn cầm xem không sợ hắn nổi lên lòng xấu cướp đi nhưng vấn đề là hắn dám cướp đồ vật này sao để hắn cướp có bản lĩnh cướp hắn cũng không dám cướp dường như dễ như trở bàn tay nhưng đột nhiên có người tới nói đưa hắn vô lượng quả cũng phải dám muốn mới được trong lòng đủ loại cảm giác đối mặt hậu quả khó có thể chịu đựng tâm tình chung quy bình tĩnh lại trái cây lại muốn như thế nào cũng phải đàng hoàng thả trở về, bởi vì căn bản không rõ người đến là ai. Tôn giá là người phương nào? Văn hoa rụt rè thỉnh giáo, đồng thời nhìn Tây Hải Đường, cũng có ý hỏi Tây Hải Đường. Nghiêu hữu đạo nhấc tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Nhìn rất lạ mặt, văn hoa không nhận thức, hắn và Nghiêu hữu đạo căn bản chưa từng gặp mặt, nhìn rất trẻ trung, nhưng người có thể cầm ra vô lượng quả, sao dám coi như người bình thường đối xử, lời nói cũng tương đối khách khí. Tây Hải trưởng môn, thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, không biết vị này là ai. Tây Hải Đường cười ha ha nói, người khả năng chưa từng gặp, bất quá danh hiệu người hẳn nghe nói qua, hắn là. Đột nhiên gãi mở u bàn tay, có chút không biết nên giới thiệu vị này như thế nào, quay đầu lại nói. Đến cũng đến rồi, vẫn là tự ngươi nói đi, Ngưu Hữu Đạo nhìn Văn Hoa chắp tay, Yên Quốc Nam Châu Ngưu Hữu Đạo, Văn Hoa trừng hai mắt, danh hiệu của Ngưu Hữu Đạo hắn tự nhiên nghe nói qua, chính bởi vì nghe qua, cho nên mới nhìn về phía Tây Hải Đường. Tây Hải Đường hiểu, đang hỏi hắn là thật hay giả, khẽ gật đầu. Không sai được, ngón tay gõ mặt bàn, chỉ chỉ vô lượng quả, không phải người từ thánh cảnh đi ra, làm sao có thể lấy được vật này. Văn Hoa nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, theo lão phu nghe nói, người đã chết ở trong thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo thẳng thắn, giả chết thoát thân, Văn Hoa lại dán mắt vào vô lượng quả, vật này, nghĩ cũng có thể nghĩ ra, tất nhiên là phòng giữ nghiêm ngặt làm sao có thể dễ dàng cầm được. Cuối cùng cũng coi như gặp gỡ một người nói, cầm, không phải nói, trộm, như hữu đạo lắc đầu. Văn lão tiên sinh, hỏi quá nhiều không có ý nghĩa, chỉ hỏi ngươi muốn hay không muốn mà thôi. Văn hoa đưa tay cầm vô lượng quả, lặp đi lặp lại nhìn một chút, lại hỏi Tây Hải Đường. Ngươi cũng có, Tây Hải Đường gật đầu, vô lượng thụ có 12 trái, ta chiếm một trái. Ước lượng trái cây trong tay, văn hoa có chút không rõ, Ngươi nói sự tình nữ nhi của lão phu, lão phu nghe qua, hồng nương kia theo ngươi, chỉ để nàng xả giận, liền cho lão phu vật này, thực khó có thể tin. Nghiêu hữu đạo, ngươi có thể hỏi Tây Hải trưởng môn, thời điểm ta cho hắn có điều kiện gì không? Không hề có điều kiện kèm theo nào, Phan lão tiên sinh là một ngoại lệ, ai kêu nữ nhi ngươi chọc tới người của ta? Phan hoa, như vậy là muốn nữ nhi của lão phu chịu nhục, chương 1850, một sấp thiên kiếm phủ hai. Nghiêu hữu đạo, Phan Lão tiên sinh, ngươi phải hiểu rõ, ta là tới cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng là giúp nữ nhi của ngươi, cứu mạng nữ nhi của ngươi, là đang giúp ngươi. Phan Hoa, thứ lão phu kiến thức nông cạn, muốn đánh nữ nhi của ta, sao thành giúp lão phu? Cứu mạng nàng, ngươi là uy hiếp lão phu sao? Nữ nhi của ngươi thô bạo vô lễ, ỷ thế hiếp người, ở trước mặt vô số người nhục nhã người của ta. Theo ta được biết, trước kia ở Tề Kinh nhục nhã càng sâu, thậm chí đánh hồng nương trọng thương còn kém chút muốn tính mạng của nàng. Như hữu đạo chỉ chỉ vô lượng quả trong tay hắn, văn lão tiên sinh, ta nghĩ ta nên nhắc nhở ngươi một câu, trong tay hồng nương cũng có vật này. Lời này vừa nói ra, văn hoa dùng mình, như hữu đạo theo dõi phản ứng của hắn nói, nữ nhân đều rất thù dai, huống hồ là bị nhục nhã, nỗi nhục kia không tiết, tương lai hồng nương tất đòi lại trăm lần, ngàn lần. Ta ra mặt điều giải, có thể chỉ là mấy bà tai hóa giải ân oán, hẳn phải tốt hơn nữ nhi của ngài mất mạng chứ. Văn Hoa trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, này chỉ là chuyện nhỏ, sau này hãy nói đi. Sau đó lại nói, thánh cảnh mất đồ vật này, tìm lên sợ là sẽ trời đất xoay vần, có từng nghĩ qua biện pháp ứng đối không? Một khi lộ ra manh mối, hậu quả khó mà lường được. Nghiêu Hữu đạo đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đeo mặt nạ lại. Đồ vật đã sớm mất, lão tiên sinh có từng thấy tình huống trời đất xoay vần gì không? Rất nhiều chuyện không tiện nói, cũng nói không rõ ràng, chỉ cần lão tiên sinh biết một điểm, thánh cảnh không phải địa phương ai muốn vào là vào được, ai muốn ra là ra được. ta đã có thể từ trong thánh cảnh thoát thân, tự nhiên có người hiệp trợ. coi như phát hiện đồ vật mất rồi, đầu tiên hoài nghi là người bên trong. văn hoa, lời ngươi nói tin được không? như hữu đạo, ta còn có thể hại mình hay sao? văn hoa than thở, đồ vật này rất phỏng tay a. À. như hữu đạo, nhưng lão tiên sinh cũng không cách nào chống cự, đột phá nguyên anh cảnh, trường sinh bất tử vật này đủ khiến lão tiên sinh không tiếc gánh chịu bất kỳ phong hiểm nào lời có lẽ không êm tai nhưng lại là sự thực đến mức độ này người ta đều không cần phải giả mồm không biết là phúc hay hỏa văn hoa lắc đầu xoay người cầm tới một cái hộp mở hộp ra thả vô lượng quả vào đóng lại thật đưa ta như vậy nghiêu hữu đạo có vài thứ ta một người cũng nuốt không nổi bù đắp lẫn nhau một khi có biến liên thủ đối kháng a văn hoa cười khổ chứ cái này đoán chừng cũng không còn gì khác hy vọng có thể đối kháng A, già cũng đã già rồi, không nghĩ tới còn phải mạo hiểm như vậy. Nhiều hữu đạo bỗng nghĩ đến cái gì đó, đúng rồi, có chuyện còn thật muốn nhờ lão tiên sinh hỗ trợ. Văn Hoa, nói đi, Nhiều hữu đạo, tu vi của ta còn chưa tới kim đan đỉnh phong, tạm thời vẫn cần nghĩ biện pháp tự vệ, thiên kiếm phủ của thiên hành tông là đồ vật tự vệ tốt. Văn Hoa, ngươi muốn mấy tấm, Nhiều hữu đạo, tùy tiện cho mấy trăm tấm hẳn là đủ rồi. Khạc, Tây Hải Đường bị sặc một cái. Văn Hoa nhảy dựng lên, thiên hành tông ta tiêu phí tinh lực to lớn thiết trí đại trận, một năm cũng chỉ có thể tụ tập lực lượng thiên địa luyện chế ra hai tấm, hàng năm luyện chế ra còn phải nộp lên phiêu miểu các một tấm, mấy trăm tấm. Còn tùy tiện, ngươi cho là cái gì? Ngưu Hữu đạo cười ha ha nói, không hiểu giá thị trường, lão tiên sinh chớ trách, lão tiên sinh thấy thích hợp cho ta là được. Văn Hoa sờ sờ, lấy ra một sấp phù triện, đùng. Vứt ở trước mặt Ngưu Hữu đạo, hai mắt Tây Hải Đường nhất thời trừng lớn, một sấp thiên kiếm phù, cái này cần bao nhiêu tờ, kia cũng mấy chục tấm A. Trong lòng tỏa nhiệt, đồ vật mấy trăm triệu kim tệ cứ cho như vậy. Đương nhiên, hắn cũng lý giải, vô lượng quả đã không phải kim tệ bao nhiêu có thể cân nhắc, nó là vô giá. Hắn cũng không phải tham tiền, vạn thú môn còn thiếu tiền sao, trong lòng tỏa nhiệt là bởi vì tác dụng của thiên kiếm phù không nhỏ. Hai mắt nhiều hiểu đạo nhất thời tỏa ánh sáng, vội vàng cầm tới, cấp tốc kiểm tra, không nhiều không ít, vừa vặn 30 tấm đếm xong nhanh nhẹn thu vào trong tay áo vui cười hớn hở nói lão tiên sinh một mảnh thâm tình vãn bối vui lòng nhận lấy khặc khặc tây hải đường lại ho khan văn lão tiên sinh người không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a à. văn hoa mắt lạnh nói người tưởng ta là tàng phù khố của thiên hành tông sao trên người ta chỉ có nhiêu đó cho hắn hết rồi tây hải đường ngài nói ra lời như vậy sợ là ngay cả mình cũng không tin ngài còn có thể không chừa chút phòng thân sao Văn Hoa một mực chắc chắn, chỉ có nhiêu đó, muốn, bảo hắn chia cho ngươi một chút. Nói xong nhấc cầm ra hiệu Nghiêu Hữu Đạo, Tây Hải Đường lập tức nhìn Nghiêu Hữu Đạo cười nói, Lão đệ, khách tùy chủ tiện, này là ý tứ của lão tiên sinh, ngươi xem. Nghiêu Hữu Đạo lập tức nhấc tay, ngươi đường đường trưởng môn của vạn thú môn, xung quanh cao thủ như mây, không khổ giống ta, nói lời này ngươi không ngại ngùng sao. Tây Hải Đường, lời không phải nói như vậy, người luôn có thời điểm lạc đàn, ta cũng không muốn cầu chia đều với ngươi, ngươi cho ta 10 tấm là được rồi. 10 tấm, như Hữu đạo vui vẻ, Tây Hải trưởng môn, ngươi thiếu tiền sao? Nhưng ta thiếu a, à, ngươi muốn tùy thời có thể đi mua, lúc này trên người ngươi nếu ít hơn hai tấm thiên kiếm phù, ta cho ngươi toàn bộ. Tây Hải Đường, lão đệ, ngươi trộm cả đàn phi cầm cỡ lớn của vạn thú môn ta, ta cũng không tính toán với ngươi a. À. 8 tấm, không, 5 tấm có được hay không? Lùi lại mà cầu việc khác, có tốt hơn không có nha. Văn Hoa nghe vậy nhíu mày, nâng chén trả lên. Xem ra Nghiêu huynh đệ rất am hiểu trộm đồ nha. Ta là người như vậy sao? Lão tiên sinh đừng nghe hắn nói mò. Nghiêu hữu đạo phất tay rũ sạch, ngược lại đối chọi gay gắt với Tây Hải Đường. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta trộm phi cầm cỡ lớn của vạn thú môn ngươi? Có chứng cứ không? Ngươi còn có mặt mũi tính sổ với ta, ta hỏi ngươi, vô lượng quả không công đưa cho ngươi, ngươi có cho ta cái gì không? Như vậy đi, chúng ta đồng giá trao đổi, đến, hảo hào tính xem, xem người phải bù ta bao nhiêu tiền. Được, được rồi, được rồi, người giữ lại ăn đi. Tây Hải Đường tranh thủ nhấc tay đình chỉ, đổi thành người khác nhất định sẽ kéo đến cùng, nhưng trưởng môn vạn thú môn như hắn thật là không thiếu tiền, nhìn dáng vẻ của đối phương là quyết không cho, nên lười phí miệng lưỡi. Thấy hắn nhả ra, như hữu đạo mới sờ sờ đồ vật trong tay áo, cực kỳ thỏa mãn. Đúng lúc này, ngoài thạch thất truyền đến thanh âm gõ cửa, văn hoa thi pháp nói. Vào đi, Long dê dê, cửa đá mở ra, một đệ tử đi vào chắp tay nói. Vợ chồng thiện tiên sinh đến bái kiến, lời này vừa nói ra, văn hoa lưu tâm phản ứng của Ngưu Hữu đạo một chút, nhìn thấy Ngưu Hữu đạo mắt sáng lên, hình như có ý động. Bọn hắn không ở nhà, chạy tới làm gì, văn hoa nhíu mày hỏi, đệ tử nhìn Tây Hải đường một chút, thật giống như biết trưởng môn vạn thú môn đến, muốn thuận tiện bái kiến một chút. Thiện tiên sinh, Tây Hải đường cân nhắc một thoáng, hỏi văn hoa chẳng lẽ là con rể của hàn quốc đại tư mã kim tước vợ chồng thiện hải long văn hoa gật đầu ừm một tiếng nhìn hai vị khách nhân cười nói thứ không biết trời cao đất rộng không cần để ý tới ai biết nghiêu hữu đạo bỗng trên lời đã là nữ nhi con rể của kim tước gặp mặt một chút cũng không sao nghe được lời ấy tây hải đường không đáng kể nghe nói con rể của kim tước bộ dạng không tệ tiện đường chào hỏi cũng không sao thấy hai người muốn gặp văn hoa cho đệ tử một cái ánh mắt Đệ tử lập tức mời Tây Hải Đường và Nưu Hữu Đạo ra ngoài trước. Ba người đi ra ngoài, Văn Hoa thì tìm địa phương giấu bảo vật. Trong hành lang, hai người chậm rãi đi dạo, có thể thấy phong quang kiều diễm ngoài vách núi, Tây Hải Đường chắp tay rời đi thấy Nưu Hữu Đạo tựa hồ hơi trầm mặc, hỏi: "Ngươi biết Thiện Hải Long, chương 1851, chồng trước của Hắc Mẫu Đơn?" Nưu Hữu Đạo: "Không biết, không phải mới vừa rồi ngươi nói con rể của Kim Tước sao?" Tây Hải Đường vốn là tán tu, còn giống như có vợ rồi, sao không biết vì sao nữ nhi của Kim Tước lại coi trọng hắn, nghe nói là vì tướng mạo không tệ. Năm đó Kim Tước còn chỉ là một viên đại tướng của Hàn Quốc, nhưng đối với một tán tu mà nói, cũng là cơ hội khó được, cho dù nữ nhi của Kim Tước là phàm phu tục tử, nhưng Thiện Hải Long vẫn bỏ thê tử, cưới nữ nhi duy nhất của Kim Tước. Ngưu Hữu Đạo, vợ trước của Thiện Hải Long là người phương nào? Tây Hải Đường, cũng là một tán tu, hạng người vô danh, không đáng giá nhắc tới sau khi kim tước thăng cấp thành hàn quốc đại tư mã thiện hải long tự nhiên nước lên thì thuyền lên hai vợ chồng sinh được một nữ nhi hơi có chút thiên phú tu hành cộng thêm thiên hành tông ở địa bàn hàn quốc kim tước tự mình ra mặt thỉnh cầu nữ nhi của hai người liền trở thành đệ tử của văn hoa tiểu cô nương kia lúc chúng ta mới tới đã gặp qua là nha đầu thanh tú hành lễ ở trước cửa kia thiện hải long khá hướng về đại môn phái như thiên hành tông nghe nói trước kia lợi dụng thân phận kim tước có ý gia nhập nhưng các phái đều không muốn thu nửa đường gia nhập, các đại môn phái sẽ không ai nguyện thu. Bất quá nữ nhi của hắn lại rất được văn hoa yêu thích, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, văn hoa gật đầu, thiện hải long thường ở trong thiên hành tông tu hành, hai vợ chồng trên căn bản đều ở trong thiên hành tông. Ây, Tây Hải đường nói xong nhấc cầm ra hiệu, là tiểu cô nương kia, hai người bên cạnh hẳn là cha mẹ nàng. Nhiêu hữu đạo thuận thế nhìn lại, chỉ thấy ở trên một sân thượng, tiểu cô nương lúc đến gặp qua kia đang nói chuyện với một đôi vợ chồng, không biết líu ra líu díu cái gì, nhưng làm hai vợ chồng nụ cười đầy mặt. Tiểu cô nương tên Thiện Tiên Nhi, phụ nhân tên Kim Phượng, nam chính là Thiện Hải Long. Như hữu đạo dừng bước, nhìn chằm chằm một nhà ba người kia. Phụ nhân tướng mạo bình thường, còn tính xem được, bộ dạng không có gì đặc sắc, nhưng có quý khí. Nam ngược lại rất có khí độ, dâu dài như mực, khuôn mặt tuấn giật, tư thái cao to, áo bào rộng rãi, gió núi thổi qua như muốn cưỡi gió bay đi, ôn văn nhĩ nhã, tiên phong đạo cốt. Có đệ tử đi ra truyền lời, Thiện Tiên Nhi làm núng ở trước mặt phụ mẫu lập tức mời phụ mẫu đến. Một nhà ba người đi lên, tiến vào chính sảnh, Văn Hoa đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Sư phó, Thiện Tiên Nhi vui sướng chạy đến trước mặt sư phó hành lễ. Nhìn một nhà ba người hành lễ, Văn Hoa mặt không hề cảm xúc ừm một tiếng, hỏi: "Hai vợ chồng ngươi chạy tới làm gì?" Thiện Hải Long chắp tay nói, nghe nói pháp giá của trưởng môn vạn thú môn đích thân tới, Hai vợ chồng ta muốn mượn ánh sáng của Thái thượng trưởng lão chiêm ngưỡng một chút. Văn Hoa, các ngươi muốn gặp, ta không ngăn trở, bất quá có câu nói phải nhắc nhở ngươi, đừng nói lung tung, có ít người không phải ngươi trêu chọc nổi, tận lực khiêm tốn một chút. Thiện Hải Long không biết vì sao hắn nhắc nhở như vậy, cười nói. Trước mặt pháp giá của trưởng môn vạn thú môn, tại hạ sao dám vô lễ. Văn Hoa quay đầu lại hỏi, khách nhân ở đâu? Đệ tử hồi đáp, đang ở hành lang ngắm cảnh. Văn Hoa nhìn Thiện Tiên Nhi mang phụ mẫu ngươi đi đi. Vâng, thiện tiên nhi chắp tay lĩnh mệnh, sau đó nhìn phụ mẫu nói. Cha, mẹ, đi theo con. Hai vợ chồng chắp tay cảm ơn văn hoa, theo nữ nhi rời đi. Nhìn đệ tử nhảy nhót rời đi, thân sắc của văn hoa có chút phức tạp, nói thầm một câu. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều, có chút sự tình người khác không rõ ràng, nhưng hắn sao có thể không rõ, bối cảnh gia đình đệ tử tự nhiên là phải cha, bối cảnh của mẫu thân thì dễ nói, Trái lại là bối cảnh của Thiện Hải Long, cha ra tốn rất nhiều công phu. Trước kia Thiện Hải Long là tán tu, trường kỳ lang thang ở trong tu tiên giới, không có nơi ở cố định, nội tình không quá dễ tra, vì đi một phen công phu, tình huống vợ trước của Thiện Hải Long tự nhiên cũng đặt ở trước mặt Văn Hoa, là một tán tu gọi Hắc Mẫu Đơn. Một tán tu mà thôi, Văn Hoa không quá lưu ý. Kết quả sau đó, phát hiện Hắc Mẫu Đơn theo Nưu Hữu Đạo, cùng Nưu Hữu Đạo quan hệ không minh bạch, cũng không biết có phải quan hệ nam nữ hay không. Nói chung là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo. Lúc Hắc Mẫu Đơn đi theo Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo còn không thành khí hậu, cũng không ở trong mắt Văn Hoa hắn. Chân chính hơi có quan tâm Ngưu Hữu Đạo là bởi vì Tề Kinh Hồng Nương sau đó. Chờ Ngưu Hữu Đạo lông cánh cứng cáp, Hắc Mẫu Đơn cũng đã sớm chết, hắn cũng không quá quan tâm, chỉ coi như một chuyện bình thường mà thôi. Cho dù Ngưu Hữu Đạo đã có thành tựu, Văn Hoa cũng không coi là chuyện to tát, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày Ngưu Hữu Đạo sẽ tìm tới cửa, song phương còn có quan hệ như vậy. Coi như Nghiêu Hữu Đạo tìm tới, hắn cũng đã quên sự tình vợ trước của Thiện Hải Long, nhưng bởi vì Thiện Hải Long chủ động tới gặp, đột nhiên để hắn nhớ đến. Một thủ hạ cũng mà thôi, Văn Hoa cảm thấy Nghiêu Hữu Đạo sẽ không làm gì quá khích, nhưng vừa nãy quan sát phản ứng của Nghiêu Hữu Đạo, làm hắn có xúc động. Không biết phản ứng kia của Nghiêu Hữu Đạo là có tâm tư gì, nói chung làm hắn cảm giác có chút không đúng. Đương nhiên, Thiện Hải Long đi tới gặp mặt hắn cũng không có gì đáng lo lắng, hắn tin tưởng Nghiêu Hữu Đạo không ngốc đến mức độ kia, Tình huống trước mắt Nưu Hữu Đạo không dám bại lộ, không dám ở nơi này ngang nhiên sảng bậy. Nhưng nếu Nưu Hữu Đạo thật động tâm tư gì với Thiện Hải Long mà nói, hắn có thể khẳng định Thiện Hải Long phiền phức lớn rồi, chỉ sợ kim tước cũng chưa chắc bảo đảm được. Không nói những sự tích khác của Nưu Hữu Đạo, chỉ dựa vào có thể từ trong thánh cảnh trộm vô lượng quả ra, có thể làm việc người khác không thể làm, bản lĩnh của người này có thể thấy được lốm đốm. Đối với Thiện Hải Long chết sống, kỳ thực văn hoa không quá quan tâm, hắn chỉ quan tâm đệ tử của mình năm đó kim tước đích thân tới thiên hành tông mang cháu ngoại tới trước mặt hắn hắn phát hiện căn cốt tu hành của tiểu nha đầu rất tốt cực kỳ ưa thích lúc này mới phá lệ thu làm đệ tử thiện hải long kim phượng bái kiến tây hải trưởng môn trên hành lang hai vợ chồng thiện hải long đồng thời hành lễ bái kiến tây hải đường có thể nói cung cung kính kính thiện tiên nhi đã gặp thì chắp tay chào hỏi một chút đổi thành người bình thường tự nhiên là ngay cả tư cách gặp tây hải đường cũng không có nghe được tự báo họ tên nhiều hiếu đạo khẽ mỉm cười, một long một phượng, thật là long phượng thành đôi. Tây Hải Đường nhấc tay ra hiệu, không cần đa lễ, tên của vợ chồng các ngươi cũng thật hợp nhau nha. Hai vợ chồng cười khách khí một thoáng, thiện Hải Long nhìn về phía Nhiều hiếu đạo, phát hiện vị này có thể sóng vai với Tây Hải Đường, khẳng định không phải người bình thường, chỉ là rõ ràng dịch dung qua, lập tức chắp tay nói. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào, Nhiều hiếu đạo cười nhạt nói, ngô, thấy hắn không muốn nói hết danh hiệu, hai vợ chồng không dám miễn cưỡng, đành phải chắp tay nói. Bái kiến ngô tiên sinh, Nghiêu Hữu Đạo chỉ khẽ gật đầu, không có nhiều lời, sau đó nhìn hai vợ chồng và Tây Hải Đường trò chuyện, chủ yếu là thiện Hải Long nịnh bợ tương đối nhiều. Này chính là chồng trước của Hắc Mẫu Đơn, sẽ lấy loại phương thức này gặp, Nghiêu Hữu Đạo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ở bên cạnh tĩnh lặng nhìn, có một điểm hắn không thể không thừa nhận, thiện Hải Long này đích xác là rất phong độ, thừa sức phối ngẫu với Hắc Mẫu Đơn hắn cũng không biết hắc mẫu đơn đến cùng là cái mệnh gì, một đời ngăn ngắn cơ hồ vượt qua ở trong phiêu linh, bị nam nhân quyền cao chức trọng khuất nhục đùa bớn, mà trưởng phu vứt bỏ nàng bây giờ thì thân ở trong vinh hoa phú quý. Thật không dễ dàng theo hắn, lại đúng lúc gặp hắn ở thời điểm đặt nền móng, thường thường theo hắn mạo hiểm liều mạng, cuối cùng vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng. Trường 1852, nhận thức một nữ nhân gọi hắc mẫu đơn không. Một, chờ đến hắn đặt cơ sở vững chắc, tay cầm quyền thế, Nói dễ nghe một chút là có thể cao cao tại thượng, hắc mẫu đơn lại không có cơ hội nhìn thấy một màn này, càng không cần nhắc tới hưởng thụ. Hắn vĩnh viễn không quên được một màn trên biển rộng kia, người nằm ở trong ngực hắn dần dần không có động tĩnh, không quên được cảm giác gió biển thổi mái tóc nàng quất ở trên mặt hắn. Nữ nhân kia đến chết cũng không nói cho hắn danh tự của hai nam nhân kia, có lẽ là không muốn nhắc lại, có lẽ là không muốn gây phiền toái cho hắn, bất kể là trưởng lão vạn thú môn Triều Kính, hay con rể của Hàn Quốc đại tư Mã Kim Tước nàng không trêu chọc nổi, ở trong mắt nàng, khi đó Ngưu Hữu Đạo cũng không thể trêu chọc. Xin hỏi Ngô tiên sinh là cao nhân phương nào? Có lẽ ý thức được Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt, Thiện Hải Long bỗng phát ra tiếng hỏi dò. Tâm tư của Ngưu Hữu Đạo bị kéo trở về, lạnh nhạt nói: "Vẫn là không nói mới tốt." A, Thiện Hải Long có chút lúng túng, trên mặt cố nặn ra ý cười. "Ngưu Hữu Đạo, Thiện tiên sinh ở trong Thiên Hành Tông sao?" Thiện Hải Long Thiên hành tông là nơi sinh hiền tài, ngưỡng mộ đến cực điểm sống nhờ thanh tu mà thôi nghiêu hữu đạo à lên một tiếng nói vậy thiện tiên sinh tương đối quen thuộc thiên hành tông có thể dẫn dắt ngô mỗ đi dạo một chút hay không thiện tiên nhi bỗng nhấc tay nói ngô tiên sinh ta quen thuộc hơn ta dẫn đường cho ngài nghiêu hữu đạo nhìn nha đầu kia đang muốn nói chuyện nhưng thiện hải long đã quát người lớn nói chuyện không có địa phương con sen mồm hắn không ngốc hắn ở thiên hành tông chỉ là ngoại nhân thật muốn tìm người hướng đạo mà nói cũng không tới phiên hắn, người ta rõ ràng là có ý tìm hắn. Thiện tiên nhi bĩu môi, không lên tiếng, thiện hải long nhìn Tây Hải đường chắp tay nói, Tây Hải trưởng môn, Tây Hải đường nhấc tay ra hiệu cứ việc đi, cũng nhìn như hiểu đạo một chút, vị này không phải người có tâm đi dạo, huống hồ tình huống bây giờ không thích hợp quá nhiều người biết, cũng không thể tiếp xúc với quá nhiều ngoại nhân, chủ động như vậy không biết ra hỏa này có ý gì. Sao cảm giác như là có ý nói chuyện riêng với Thiện Hải Long, lẽ nào trên người thiện hải long này còn có bí mật gì sao? Hắn không biết thiện hải long liên lụy tới hắc mẫu đơn, trước kia nghiêu hiếu đạo không vào pháp nhãn của hắn, lúc nghiêu hiếu đạo ở trong mắt hắn vẫn còn không tính là cái gì. Hắc mẫu đơn đã chết, chờ đến chú ý, sẽ không đi lật một tiểu nhân vật đã sớm chết đi nhiều năm. Đừng nói hắn, ngay cả triều kính cũng không nhớ được nữ tử mình từng đùa bỡn qua tên gọi là gì, triều kính chơi qua nữ nhân nhiều lắm, bản thân cũng nhớ không rõ bao nhiêu, vẫn là lúc gặp tài ương trải qua nghiêu hữu đạo nhắc nhở, mới nhớ tới thật giống như có người như vậy từng tồn tại, thật giống như cùng mình từng có một đoạn sự tình như vậy. Thiện Hải Long hỏi Ngưu Hữu Đạo, Ngô Tiên Sinh muốn đi đâu ngắm cảnh? Ngưu Hữu Đạo, đi dạo ở trên hành lang này a, à, tựa hồ phong cảnh cũng không tệ. Xin mời, Thiện Hải Long đưa tay mời, nhìn Tây Hải đường ôm quyền biểu dưới áy náy, đồng thời duỗi tay ra hiệu phu nhân không cần theo tới. Tây Hải đường gật đầu, cùng ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo đụng vào một cái. Thiện Hải Long mang theo Ngưu Hữu Đạo tiến lên, một đường chỉ điểm phong cảnh trong núi giải thích, dù sao ở trong thiên hành tông không ít thời gian, nơi đây cũng coi như đến qua nhiều lần, làm hướng đạo không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn càng muốn biết đối phương tìm bản thân là có dụng ý gì. Rất hiển nhiên, nhân vật ngay cả Tây Hải Đường cũng đối xử bình đẳng chắc chắn sẽ không phải tiểu nhân vật gì, tự nhiên nguyện ý thân cận. Hắn có thể từ một tán tu đi tới ngày hôm nay, cũng coi như không dễ dàng, trước kia trải qua gian khổ và khuất nhục, sau khi cưới nữ nhi Kim Tước, vận mệnh xem như triệt để cải biến hắn đương nhiên biết thiên hạ này cuối cùng vẫn ở trong tay tu sĩ lúc kim thước tại vì mọi người sẽ nể kim thước cho hắn chút mặt mũi nếu như kim thước không còn hắn chẳng là cái thá gì mà sự tình quan trường này bỗng nhiên hà đông bỗng nhiên hà tây là giảng không rõ ràng đừng nhìn hắn hiện tại thong dong nhưng trước kia thật là bị khổ sợ đối với một người ảnh hưởng rất sâu hắn không muốn đột nhiên lại mất đi không muốn đột nhiên lại trở lại lúc trước cho nên năm đó hắn muốn thừa dịp Kim Tước còn tại vị, muốn mượn quyền thế của Kim Tước gia nhập những đại môn phái kia, nhưng những đại môn phái kia căn bản không để ý hắn, có chút sự tình Kim Tước nói chuyện cũng vô dụng. Cũng coi như mệnh tốt, sinh ra nữ nhi có căn cốt tu hành, hơn nữa thiên phú không tệ, đương nhiên phải tìm cho nữ nhi một chỗ dựa lớn. Tam đại phái của Hàn Quốc đánh đánh giết giết cướp địa bàn, tranh quyền đoạt lợi quá nguy hiểm, thiên hành tông ổn thỏa nhất, ở dưới hắn kiến nghị, Kim Tước lại lần nữa ra mặt, đưa nữ nhi của hắn vào thiên hành tông còn thành đệ tử của văn hoa sau lại dính ánh sáng của nữ nhi vào thiên hành tông sống nhờ muốn cùng thiên hành tông làm tốt quan hệ quan hệ xác thực cũng không tệ dù sao sau lưng hắn cũng là kim tước thiên hành tông không có địa bàn thế tục cũng không tham dự những sự tình kia đệ tử tiến vào thế tục rất nhiều chuyện hắn vẫn có thể giúp đỡ được cho nên không ít đệ tử thiên hành tông nguyện ý lui tới với hắn cho nên không ai bài xích hắn ở lâu dài trong thiên hành tông trái lại còn rất vui vẻ Kỳ thực phu nhân hắn không quá nguyện ý ẩn cư ở trong núi, bất quá vẫn còn tính nghe lời. Thiên hành tông luôn trung lập, môn phái khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc, gia nhập môn phái này đích xác ổn thỏa nhất, cho nên Kim Tước không phản đối, thậm chí tán thành con rể làm như vậy, nữ nhi có đường lui như vậy, Kim Tước cũng coi như yên tâm, có thể chuyên tâm làm sự tình của mình. Ngày hôm nay nghe phong thanh trưởng môn vạn thú môn Tây Hải đường đến, mới tới bái kiến, lúc này lại nguyện ý cùng như hữu đạo đi, hết thảy đều bắt nguồn từ hắn không muốn mất đi những gì mình đang có. Nói trắng ra, là muốn thừa cơ kết giao một vài đại nhân vật. Một đường chỉ điểm giới thiệu, chậm rãi bước đến một sân thượng, Ngưu Hữu Đạo chủ động đi tới, đứng chắp tay, trông về phương xa. Trong hồ kia có một loại tuyết ngư, to bằng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, mùi vị rất ngon. Thiện Hải Long đang chỉ điểm non sông tươi đẹp, Ngưu Hữu Đạo đột xuất đánh gãy. Thiện tiên sinh, Thiện Hải Long đình chỉ giảng giải, cười hỏi tiên sinh có gì phân phó? Ngưu Hữu Đạo trực tiếp hỏi, nhận thức một nữ nhân gọi hắc mẫu đơn không? Thần sắc của thiện hải long cứng đờ, kinh nghi bất định nhìn hắn. Vì sao tiên sinh hỏi như vậy? Ngưu Hữu Đạo, nghe được người tự báo họ tên, nhớ tới năm đó từng đi ngang qua một chỗ, tên Mao Lư Sơn Trang, không biết người có nghe nói qua Mao Lư Sơn Trang không? Thiện Hải Long, tuy lâu rồi chưa đi lại ở trong tu tiên giới, nhưng đại danh của Mao Lư Sơn Trang là ngưỡng mộ đã lâu, truyền thuyết có thể chi phối thế cục yên quốc, xem như sấm rền bên tai. Nghiêu hữu đạo, năm đó lúc đi qua, từng được chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang là Nghiêu hữu đạo nhiệt tình mời, trong bữa tiệc thấy bên cạnh hắn có một nữ tử, thời điểm nói chuyện phiếm nghe biết kỳ danh, nên có chút ấn tượng. Lúc nữ tử kia đề cập lai lịch của mình, thật giống như nói qua ngươi, bởi vì liên quan tới kim tước, vì vậy cũng có chút ấn tượng với ngươi. Nguyên lai là như vậy, thiện hải long cười khổ, chỉ sợ không phải là ấn tượng tốt gì còn rất có tự mình biết mình, trong lòng như hữu đạo nói thầm, nhưng lại hỏi. Sao lại nói lời ấy? Thiện Hải Long than thở, không giấu tiên sinh, hắc mẫu đơn chính là vợ trước của tại hạ. Nghiêu hữu đạo, nàng thật giống như cũng nói như vậy, ta xem nữ tử kia không tệ, ấn tượng đối với nàng cũng không tệ, nhìn ngươi cũng là một nhân tài, đang yên đang lành, sao lại tách ra. chương 1853, nhận thức một nữ nhân gọi hắc mẫu đơn không? 2. Thiện Hải Long, lời này của tiên sinh dường như lộ ra bất mãn nói vậy nàng hẳn là nói ta leo lên phú quý vứt bỏ nàng đi nghiêu hữu đạo nhắc tới kim tước thật đúng là nói như vậy thiện hải long than thở sự tình đã qua nếu nàng nói như vậy vậy để nàng nói như vậy đi ta cũng không hận nàng nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn hắn sao chẳng lẽ còn có ẩn tình khác sao thiện hải long lắc đầu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài xấu hổ nhấc lên không nói cũng được nghiêu hữu đạo